Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 441, đột phá huyền quan. Đêm lạnh như nước, trong hồ nước lạnh lẽo sao động, lực âm sát ngưng tụ thành cuồng phong có thực thể. Sóng lớn ồ ạt, gió lạnh thổi tán loạn. Lâm Nhất ngồi khoanh chân lơ lửng giữa mặt hồ, luồng khí lạnh dao động quanh người hắn, âm phong không ngừng thổi, hàn khí lạnh bốt quét qua bốn phía, lượn lờ trên mặt hồ. Tử Diên Hoa ở phía sau nở rộ đẹp mê hồn, tựa như cái miệng khổng lồ nuốt chửng cả bầu trời. Lực âm sát ẩn trong gió không ngừng tràn vào toàn thân Lâm Nhất. Ầm ầm, lực âm sát ùn ùn thổi đến, giống như một dòng sông cuồn cuộn đổ vào Tử Diên Hoa đang bùng cháy trong đan điền. Âm sát cực kỳ đáng sợ chưa qua biến đổi, nhưng hắn lại ngông cuồng thôn phệ nó. Thôn phệ mãnh liệt không có chút trở ngại, mỗi lần thôn phệ ngang ngửa người thường ngưng luyện nửa tháng. Thập Tam gia hiểu nhiều biết rộng đang đứng bên hồ cũng vô cùng kinh ngạc. Ông ta hứa tặng tu vi cho Lâm Nhất, nhưng không phải kiểu này. Nơi này có trận pháp do người xưa bố trí, có thể làm biến đổi lực âm sát, người tu luyện công pháp nào cũng có thể hấp thu lực âm sát ở đây. Tu luyện trên bệ đá kia có thể làm ít nhận nhiều, bấy nhiêu đã đủ may mắn. Hiện giờ Lâm Nhất đâu chỉ làm ít nhận nhiều. Lực âm sát cực kỳ lạnh. Ngay cả người tu luyện công pháp thuộc tính băng cũng không dám làm càn như thế, bất cần một chút sẽ bị thương ngay. Nếu ngưng tụ thành độc hàn sẽ càng rắc rối hơn. Thôn Thiên Quyết. Thập Tam gia nghĩ đến một công pháp cấm kỵ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, sau đó lại lắc đầu. Nếu là Thôn Thiên Quyết thật, với cảnh giới của Lâm Nhất, hắn dám tu luyện thì chắc chắn là muốn chết. Nhưng dù không phải Thôn Thiên Quyết cũng nhất định là một loại cấm thuật tương tự. Thôn vệ như thế vẫn chưa thấy đáy. Có lẽ công pháp hắn tu luyện cũng không đơn giản. Ông lão cười nhẹ, tiểu tử này cũng có chút bí mật đấy. Thất khiếu thi triển toàn phần, bách luyện thành chân, huynh ấy sắp đột phá huyền quan rồi. Sau khi luyện hóa xong cá tuyết long, Lý Vô Ưu bỗng dưng xuất hiện bên cạnh ông lão. Thất khiếu trước ngực Lâm Nhất tỏa ánh sáng lóng lánh, rực rỡ như ngọc. Lực âm sát bị thôn phệ và luyện hóa điên cuồng, không còn sót lại gì, tiên thiên thất khiếu thi triển cùng lúc. Nếu không phải sắp đột phá huyền quan thì hoàn toàn không cần phải khoa trương như vậy. Cảnh giới tiên thiên cần đả thông thất đại khiếu huyệt nhãn, nhĩ, khứu, khẩu, thủ, túc, từng bước thoát khỏi thân xác phàm nhân. Ban đêm có thể nhìn xa, nghe tiếng gió phập phồng, ngửi được hương hoa, ăn khí để sống, muôn vàn điều huyền diệu mà người thường không dám tưởng tượng. Đột phá huyền quan là phải hoàn toàn phá vỡ giam cầm, phá kén thành bướm. Nói một cách đơn giản là phẩm cấp công pháp càng cao, thể lực sẽ càng đáng sợ, đột phá huyền quan càng khó khăn hơn. Nếu chỉ tu luyện công pháp tiên thiên bình thường, việc phá kén chỉ như một tờ giấy mỏng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn Lâm Nhất, Tử Diên kiếm quyết của hắn không thể coi thường. Tương tự như trên, độ khó phá kén càng lớn, sau khi đạt đến cảnh giới huyền võ, chân nguyên được bách luyện thành công càng khủng khiếp và lớn mạnh hơn. Bách luyện thành chân. Thập Tam gia khẽ thở dài, nói là bách luyện, với bộ dạng của hắn, e rằng đến cả thiên trùy vạn luyện cũng chưa chắc có thể đột phá huyền quan. Lý Vô Ưu lo lắng hỏi, sao thế, đại ca ta không đột phá được huyền quan à? Thập Tam gia nhìn hắn ta, thản nhiên đáp, tiểu tử này quá tham lam, ỷ mình nắm giữ bí thuật nên muốn thôn vệ nhiều lực âm sát, cố tình không đột phá, nhưng ngưng tụ càng nhiều lực âm sát thì đột phá càng khó, ta sợ hắn chơi dao có ngày đứt tay thôi. Lý Vô Ưu cười, hì hì, ta thấy không cần lo lắng đâu, huynh ấy có lôi viêm chiến thể hoàn mỹ, chắc chắn tự biết tiềm năng cơ thể mình cao không ai sánh bằng, vả lại phải đi đâu để gặp được âm sát lục phẩm này đây. Ông đau lòng hả? Thập Tam gia hơi lúng túng, chẳng mấy chốc thuật thôn thiên của Lâm Nhất đã thôn phệ 1/10 âm sát. Hoàn toàn không biết đâu là điểm cuối. Ông ta sống ẩn ở đây, ngày thường tu luyện cũng dựa vào âm sát. Nếu bị Lâm Nhất thôn phệ hết, ông ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Ai là ông của ngươi? Ông lão lạnh mặt, trừng mắt nhìn Lý Vô Ưu. Lý Vô Ưu lập tức sợ sệt, cười đáp, thất lễ, tiền bối đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu tử. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt nặng nề của Lâm Nhất, nụ cười trên mặt Lý Vô Ưu lập tức phụt tắt. Thập Tam gia nói rất chính xác, hấp thu quá nhiều lực âm sát, độ khó khi đột phá sẽ rất lớn. Nếu thất bại và bị phản phệ, chỉ sợ không dám tưởng tượng. Nhưng Lâm đại ca không hề có đường lui. Lúc mới vào Lăng Tiêu giới, chưa đứng vững gót chân đã bị Vương Ninh dẫn người ám sát. Khó khăn lắm mới đánh trả,
tìm được cơ hội, sắp giết được đối phương thì bỗng dưng bị trưởng lão giám sát ngăn cản. Đến khi đối phương tập hợp 10 cao thủ cảnh giới huyền võ, hắn đã bị dồn ép đến mức không có đường lên trời, không có cửa xuống đất. Lâm Nhất đã phải chịu rất nhiều ấm ức, nhưng Lý Vô Ưu chưa bao giờ nhìn thấy hắn nổi giận. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Lý Vô Ưu biết từ khi bước vào rừng rậm u ám, hắn đã dồn nén đủ rồi. Nếu không liều mạng thì sao có thể nuốt trôi cục tức này? Chương 442, nổi giận. Thí luyện cuối cùng của Lăng Tiêu Kiếm Các kéo dài trong vòng một tháng, ra được rừng rậm u ám thuộc Lăng Tiêu giới coi như thông qua thí luyện. Ra khỏi Lăng Tiêu giới chính là trụ sở chính của kiếm các. Còn 9 ngày nữa thí luyện mới kết thúc, nhưng đã có người ra ngoài trước. Dưới ngọn núi cao sừng sững có rất nhiều đệ tử thâm niên và trưởng lão tông môn đang đứng. Nếu nhìn kỹ, nhóm người này rõ ràng chia thành hai phe. Đám người Vương Diễm đứng vây quanh Bạch Đình trưởng lão, người chủ trì buổi thí luyện. Bên kia, đám người Hân Nghiên đứng cùng Lạc Phong trưởng lão. Bên cạnh Hân Nghiên còn có một thanh niên cao giáo, phong thái bất phàm, nhìn kỹ sẽ thấy diện mạo của y khá giống Hân Nghiên. Tiểu muội, muội nói xem tiểu tử kia có xuất hiện trong nhóm đi ra đầu tiên không, thanh niên cười nhẹ hỏi. Người này chính là đại ca của Hân Nghiên, Hân Tuyệt, cao thủ ít ỏi trong thế hệ đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các. Hân Nghiên mặc áo xanh, tôn lên vóc dáng nóng bỏng hoàn hảo của cô ta, chắc là có, dù muội chưa thấy hắn đánh nhau, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, cảnh giới huyền võ đấu một một khó có thể thắng được hắn. Người ra ngoài đầu tiên là Vương Ninh và Lãnh Mạch. Không hổ là danh ngạch hạt giống do Vương Diễm sư huynh chọn, thực lực quả nhiên không tầm thường. Khi hai người ra khỏi Lăng Tiêu giới và từ từ đến gần, mọi người đều nhận ra ngay. Vương Diễm vui mừng, vội vàng bước nhanh qua. Sao rồi, có lấy đủ 9 ngôi sao không? Sau khi đến gần, Vương Diễm lên tiếng hỏi. Vương Ninh tỏ ra đắc ý, đó là đương nhiên, với thực lực của ta và Lãnh Mạch, lấy đủ 9 ngôi sao chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay à. Hai người lấy ngọc bội ra, bên trong ngọc bội có 9 ngôi sao sáng lấp lánh. Được rồi, đợi thí luyện hoàn toàn kết thúc còn một màn thể hiện nữa, lúc đó các đệ đừng làm ta mất mặt, nếu may mắn sẽ được trưởng lão các đỉnh núi chọn. Hắn ta tạm dừng, sau đó nhỏ giọng hỏi, chuyện của tiểu tử kia giải quyết thế nào rồi? Vương Ninh và Lãnh Mạch đưa mắt nhìn nhau, cười đáp, hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt đại ca nữa. Ừ, lại đây nghỉ ngơi trước đi. Thời gian dần trôi qua, càng lúc càng có nhiều người mới ra ngoài. Sau khi họ ra ngoài sẽ có trưởng lão tới kiểm tra số lượng ngôi sao trong ngọc bội, những ai đạt tới 9 sao đều được chọn ra riêng, còn lại thì đứng sang một bên. Không có. Hân Nghiên khẽ cau mày, trong nhóm này cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Nhất và Lý Vô Ưu. Cô ta không nhịn được nhìn về phía hai huynh đệ Vương Diễm, sau đó thấy Vương Ninh nở nụ cười âm u, không có ý tốt. Sư tỷ, đám người Lịch Khiếu Thiên ra rồi. Qua đó xem sao. Hân Nghiên có linh cảm xấu, sầm mặt dẫn mấy tên sư đệ đi về phía Lịch Khiếu Thiên. Hân Tuyệt sống cùng Hân Nghiên từ nhỏ, y biết rõ tính tình của muội muội mình, chắc hẳn con bé đang rất tức giận. Nhưng y không biết sốt cuộc điều gì đã chọc giận con bé. Các ngươi đều đã ra ngoài hết, sao không thấy Lâm Nhất? Vừa nhìn thấy Lịch Khiếu Thiên, Hân Nghiên lập tức hỏi. Vẻ mặt đám người Lịch Khiếu Thiên hơi khó coi, ý Hân Nghiên rõ ràng đang nói họ không bằng Lâm Nhất. Nhưng sự thật là vậy, họ cũng không phản bác. Thế nhưng để trả lời Hân Nghiên thì có vẻ hơi khó khăn, họ né tránh ánh mắt, không dám tiếp lời. Lâm Nhất liều chết cứu họ, nhưng khi hắn bị dồn vào đường cùng, họ lại sợ hãi không dám ra tay, chỉ thờ ơ đứng nhìn từ xa. Nếu nói thật chắc chắn sẽ khiến cho Hân Nghiên tức chết. Nói. Hân Nghiên lạnh giọng quát. Chuyện này có đến mấy nghìn người chứng kiến, Lịch Khiếu Thiên tự biết không thể che giấu nên hơi luống cuống. Hắn ta cúi đầu, nhỏ giọng đáp, Vương Ninh tập hợp 10 nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ dồn ép Lâm Nhất rất thê thảm. Nghe nói vì cùng đường bí lối, Lâm Nhất bị buộc phải vào rừng táng kiếm. Hắn ta kể đại khái câu chuyện, đương nhiên có che giấu việc Lâm Nhất và Lý Vô Ưu cứu họ. Lúc này đám người Lịch Khiếu Thiên chỉ hy vọng Lâm Nhất và Lý Vô Ưu chết trong rừng táng kiếm, không bao giờ ra ngoài được. Nếu không thì khi vào Lăng Tiêu Kiếm Các, họ chắc chắn không thể tiếp tục theo Hân Nghiên nữa. Rừng táng kiếm. Hân Nghiên và các sư đệ phía sau đều biến sắc, ngay cả nét mặt Hân Tuyệt cũng có chút dao động. Đó là vùng đất chết trong Lăng Tiêu giới, mấy chục năm qua hầu như không ai có thể ra ngoài. Đặc biệt là Hân Tuyệt,
y biết một ít nội tình, rừng táng kiếm không phải nơi có truyền thừa. Dù có may mắn phá trận, lão quái nhân kia cũng nói giết là giết ngay. Từng có một người đệ tử có linh thể cửu phẩm, lai lịch rất lớn chết trong đó, cuối cùng chuyện này đã bị ém xuống. Vào rừng táng kiếm chỉ có một con đường chết. Tiểu muội, Hân Tuyệt sợ Hân Nhiên kích động, lớn tiếng gọi. Nhưng Hân Nhiên không hề nghe thấy, sát khí toàn thân khó giấu được, cô ta dẫn người xông thẳng về phía đám người Vương Diễm. Vương Ninh, người thật to gan. Ánh mắt lạnh băng của Hân Nhiên nhìn vào Vương Ninh đang đứng cạnh Vương Diễm, sát khí đáng sợ khiến người ta rùng mình. Soạt, sát khí như có thực thể khiến hiện trường náo loạn, khung cảnh chào đón người mới rộn rã bỗng chốc lạnh đi. Hoa hồng máu Hân Nhiên nổi giận. Trước đó Vương Ninh còn dám khiêu khích từ xa, bây giờ đối diện trực tiếp với ánh mắt của Hân Nhiên, khí thế rõ ràng thua một bậc. Số người mà nữ nhân này giết có lẽ còn nhiều hơn đại ca hắn ta. Nhớ lại sự tích của hoa hồng máu, Vương Ninh không khỏi sợ hãi, không dám ngẩng đầu. Vương Diễm đứng bên cạnh cười khẩy, Hân Nhiên sư muội, muội định làm gì? Đừng càn rỡ trước mặt Bạch trưởng lão. Chương 443, phế võ hồn. Bạch Đình tức giận, cuộc khảo hạch người mới này và những việc phát sinh được tông môn giao cho ông ta xử lý. Mọi thứ do ông ta chủ trì, bàn về vai vế và thực lực dưới chân núi chỉ có Lạc Phong có thể so sánh với ông ta. Đâu đến lượt Hân Nhiên khoa tay múa chân, nhìn đối phương đằng đằng sát khí, ông ta quát lớn, người muốn làm gì? Muốn giết người ngay trước mặt ta à? Tiểu muội, bình tĩnh một chút. Hân Tuyệt và Lạc Phong trưởng lão chậm rãi bước tới, lên tiếng khuyên can. Nếu có thể, Hân Nhiên thực sự muốn giết tên Vương Ninh này ngay tại chỗ. Nhưng lúc này đang ở trước mắt bao người, dù cô ta có tức giận đến mấy cũng không thể ra tay, chẳng qua cô ta vẫn không thu hồi sát khí. Chỉ vào Vương Ninh nói đi, ngươi đã làm gì trong rừng rậm u ám? Vương Ninh hơi luống cuống, chột dạ không dám trả lời. Lãnh Mạch bình tĩnh đi tới nói nhỏ vào tai Vương Diễm chuyện đã xảy ra. Biểu cảm trên mặt Vương Diễm dần trở nên đặc sắc, sau khi nghe xong, hắn ta cười bảo, ta còn tưởng là gì, chỉ là trò đùa trẻ con giữ người mới với nhau thôi. Hân Nhiên lạnh lùng tiếp lời, trò đùa trẻ con. Chẳng lẽ không phải? Vương Diễm cười khẽ. Thản nhiên nói tiếp, cách rèn luyện giữa người mới với nhau là do Bạch trưởng lão quy định, ông ấy vốn khuyến khích cạnh tranh. Cạnh tranh là tàn khốc, chỉ cần không ra tay giết người đều được tính là không quá mức. Vương Ninh, để có giết người trong rừng rậm u ám không? Thấy tình hình có vẻ có lợi cho mình, Vương Ninh cũng to gan hơn, cười đáp, sao ta có thể giết người được, ngược lại Lâm Nhất đã giết mấy danh ngạch hạt giống võ hồn cấp hoàng bát phẩm của huynh, thậm chí còn muốn giết ta ngay trước mặt trưởng lão giám sát kia. Có chuyện này sao? Bạch Đình trưởng lão nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ thâm độc, ông ta trầm giọng, Vương Ninh, người dám xác định chuyện này là thật. Bẩm Bạch trưởng lão, chuyện này hoàn toàn là thật. Vương Ninh chắp tay cười, vị trưởng lão kia vẫn đang trấn giữ trong rừng rậm u ám, đợi ông ấy ra ngoài rồi hỏi là biết ngay. Chuyện này nếu ta bịa đặt nửa câu, ta sẽ chết không được tử tế. Ngươi tập hợp 10 nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ ép Lâm Nhất phải vào rừng táng kiếm. Bây giờ còn buộc tội hắn, người Vương gia các ngươi đều hèn hạ vô sỉ thế sao? Hân Nhiên gần như phát điên, vốn định đòi lại công bằng cho Lâm Nhất, ai ngờ còn bị buộc tội ngược. Rừng táng kiếm. Khi ba chữ này vang lên, rất nhiều trưởng lão và đệ tử thâm niên ở đây đều không nhịn được hít vào một hơi. Vào rừng táng kiếm chẳng khác nào đi xuống địa ngục. Nơi đó được coi là một nơi cực kỳ nguy hiểm ở Lăng Tiêu kiếm các, không ai dám tùy tiện đi vào. Vương Diễm khoanh tay trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch, ung dung cười, ta đã nói rồi, chỉ là trò đùa trẻ con thôi, dù đệ ta có giết Lâm Nhất cũng chẳng được gì cả. Còn rừng táng kiếm, ha ha, ai biết hắn có tự chạy vào hay không chứ? Ha ha ha, hắn ta vừa dứt lời, Hân Nhiên đã giận tái mặt, sao có thể có người tự đi vào rừng táng kiếm? Vương Ninh chỉ cảm thấy vô cùng khoái chí, hắn ta cười sằng sặc đúng, đại ca nói không sai, Lâm Nhất luôn to gan. Có trời mới biết hắn có muốn tìm kỳ ngộ gì đó hay không. Tỷ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ta không giết Lâm Nhất, cũng không ép hắn vào rừng táng kiếm. Ngươi! Hân Nhiên lên cơn giận, hừng hực sát khí xông tới khiến Vương Ninh sợ hãi, vội vàng trốn ra sau. Muội muốn làm gì? Vương Diễm nổi giận, lạnh lùng quát, đừng quá đáng quá, Lâm Nhất giết 4 người mới dưới tay ta không tính món nợ này với muội đã đủ nể mặt muội rồi. Hắn còn là một tên phế võ hồn. Lãnh Mạch lên tiếng đúng lúc, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ phế võ hồn.
Tông môn là nơi chú trọng lợi ích, nếu không có giá trị bồi dưỡng, dù có giết cũng sẽ không đau lòng. Vương Diễm, ngươi nói năng có chừng mực một chút. Hân Tuyệt lạnh mặt, nhướng mày nhìn Vương Diễm. Thấy Hân Tuyệt đứng ra, trong mắt Vương Diễm lóe lên vẻ kiêng dè, hắn ta bình tĩnh lại, ta đương nhiên biết chừng mực, nhưng điều kiện tiên quyết là một số người nào đó đừng ra oai trước mặt ta. Hân Nhiên bất lực nhìn Lạc Phong trưởng lão. Bạch Đình kiêu ngạo, lạnh nhạt lên tiếng, một tên người mới phế võ hồn thôi, ta không muốn quan tâm chuyện này. Lạc Phong trưởng lão, ông muốn xử lý thế nào thì tùy, ta không can thiệp. Nói không can thiệp, nhưng ông ta nhấn mạnh ba chữ phế võ hồn cũng đã không cho đối phương cơ hội từ chối. Lạc Phong muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này, nhưng nếu ông ta không biết chừng mực, không thức thời đấu với Bạch Đình vì một tên phế võ hồn, sẽ không ai giúp ông ta. Làm lớn chuyện đến tai những người có chức vụ cao trong tông môn, Bạch Đình cũng sẽ không tổn hại gì cả. Lạc Phong cười, ta hiểu, nhưng Bạch trưởng lão thực sự khẳng định hắn là phế võ hồn. Mắt Bạch Đình chợt lóe sáng, ông ta đáp lời, chẳng lẽ không phải. Nếu không chột dạ thì sao có thể từ bỏ danh ngạch hạt giống, không đi giám định võ hồn. Trong rừng rậm u ám cũng đâu có ai nhìn thấy hắn triệu hồi ra võ hồn. Bẩm trưởng lão, không có. Vương Ninh trả lời bằng giọng vô cùng khẳng định. Bạch Đình cười khẽ, Lạc trưởng lão, ông còn lời nào để nói không? Không còn, đi thôi. Lạc Phong không nhiều lời nữa, dẫn Hân Nhiên và Hân Tuyệt rời đi. Một nữ nhân mà dám đấu với ta. Nhìn Hân Nhiên vừa tức tối lại bất lực bỏ đi, Vương Diễm thầm cười mỉa mai. Chương 444, gặp lại. Đợi đến khi Bạch Đình trưởng lão đi xa. Vương Diễm mới nhìn Vương Ninh cười bảo, chuyện lần này làm tốt lắm, tên rác rưởi này giết nhiều người của Vương gia ta như thế, đuổi vào rừng táng kiếm đã coi như lời cho hắn rồi. Vương Ninh cười hì hì, cũng nhờ tên tuổi của đại ca, nếu không ta không thể triệu tập được 10 nhân tài cảnh giới huyền võ. 10 người mới này, xong chuyện để cố gắng lôi kéo họ cho ta. Vương Diễm tạm dừng, sau đó nói tiếp, đi nghỉ trước đi, có ta ở đây, không ai động vào đệ được. Nghỉ ngơi cho tốt. Trong buổi cửu tinh tranh bá sau thí luyện, hai đệ cũng phải làm ta nở mày nở mặt, đó mới là điều quan trọng. Nhất định, Vương Ninh và Lãnh Mạch đều rất mong chờ vào cửu tinh tranh bá. Đó là một màn lớn, nếu thể hiện tốt sẽ lập tức được rạng danh khắp Lăng Tiêu kiếm các. Trở lại với Hân Nhiên, cô ta vẫn không cam lòng, cứ cảm thấy mình đã làm hại Lâm Nhất. Thiếu niên này đã phải chịu rất nhiều đau khổ trên sân khảo hạch, bây giờ còn bị bức ép vào rừng táng kiếm, đâu còn đường sống. Nghĩ tới đây, mắt Hân Nhiên không khỏi đỏ lên, cô ta nhìn đám người Lịch Khiếu Thiên, nghẹn ngào, hắn bị người ta dồn vào đường cùng, tại sao các ngươi không giúp hắn? Người Vương gia đâu đáng sợ, chỉ cần các ngươi đi đầu chắc chắn sẽ có người trung lập sẵn sàng ra tay. Đám người Lịch Khiếu Thiên hổ thẹn trong lòng, cúi đầu không dám nhìn Hân Nhiên. Hân Tuyệt vỗ vai cô ta, nhìn đám người Lịch Khiếu Thiên, đi nghỉ ngơi đi, chuyện này không trách các ngươi. Đa tạ Hân Tuyệt sư huynh. Mấy người vội vàng chạy đi như chút được gánh nặng. Lạc trưởng lão, ngài có thể vào rừng táng kiếm, tìm cách nào đó không, biết đâu vẫn có thể cứu được Lâm Nhất, Hân Nhiên cầu xin Lạc Phong trưởng lão. Ông ta để lộ vẻ mặt chua xót, không còn cách nào khác, nếu là nơi khác, chỉ cần không chết, ta đều có thể đưa hắn ra, nhưng rừng táng kiếm. Các ngươi không biết. Nói tới đây, ông ta thở dài, năm đó các chủ đi cứu người, lúc về tay không, mặt tái mét vì giận. Hân Nhiên và Hân Tuyệt nghe vậy thì không khỏi im lặng. Chớp mắt chỉ còn 3 ngày nữa thí luyện Lăng Tiêu kiếm các sẽ kết thúc. Dưới chân núi Lăng Tiêu kiếm các, người mới ra ngoài ngày càng nhiều, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Người mới vào tông mỗi năm một lần, đây cũng coi là chuyện trọng đại của tông môn. Nếu không có việc quan trọng khác, hầu hết mọi người đều có hứng thú đến xem thử. Lúc này, ở một nơi ẩm thấp mù mịt hơi nước có hai thiếu niên đi song song nhau. Phía sau còn có một con huyết long mã anh dũng đi theo. Khí chất của hai người đều có thay đổi rất lớn. Đặc biệt là Lâm Nhất, đôi mắt hắn sáng như sao, tỏ tựa đá quý, trên khuôn mặt anh tuấn càng thêm thong dong. Bây giờ hắn đã đột phá huyền quan, phá kén thành bướm. Cảnh giới huyền võ không chỉ bách luyện thành chân, ngưng tụ linh nguyên thành chân nguyên, mà còn hoàn toàn thoát khỏi thân xác phàm nhân, có thể đả thông huyền mạch, hợp thất đại khiếu huyệt thành một thể. Tầm mắt có thể nhìn xa hơn, giác quan thứ 6 minh mẫn, tay chân nhanh nhẹn hơn. Lâm Nhất đã luyện thành lôi viêm chiến thể, bây giờ đột phá huyền quan càng có thay đổi lớn hơn. Lúc này trông hắn khôi ngô tuấn tú, toát lên khí chất xuất trần,
trong trẻo như ngọc. Nhớ lại cảnh tượng Lâm Nhất đột phá huyền quan, bây giờ Lý Vô Ưu vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động. Nhưng người chấn động hơn hẳn là thập tam gia, âm sát lục phẩm bị Lâm Nhất thôn phệ hết 1/3. Lý Vô Ưu rõ ràng nhìn thấy râu trên khóe miệng thập tam gia co giật mấy lần, hắn ta cười thầm một hồi. Tuy hai người đã ra khỏi lăng tiêu giới nhưng chưa xuất hiện ở lăng tiêu kiếm các. Theo lời thập tam gia, chỉ có một lối ra dẫn thẳng đến trụ sở chính của lăng tiêu kiếm các. Ông ta chỉ có thể đưa hai người về đế đô. Vô Ưu, tuyết rơi kìa. Tuyết trắng tung bay trên đường phố đế đô, Lâm Nhất xòe tay hứng lấy. Ngón tay trắng nõn, đẹp đẽ tựa ngọc, làm cho tuyết trắng càng thêm thuần khiết. Tuyết ở đế đô thật dịu dàng. Trải qua gió tuyết lạnh như dao cắt ở Mạc Bắc, chẳng trách Lý Vô Ưu cảm thán như vậy. Nhưng tuyết ở đế đô rõ ràng lạnh hơn một chút. Nhìn bông tuyết trắng không tan trong lòng bàn tay, Lâm Nhất nhẹ giọng lẩm bẩm, dẫn Lý Vô Ưu đi vào một tiệm tạp hóa. Sau khi chọn vài thứ, Lâm Nhất yêu cầu thêm một thanh trường thương màu đen lạnh lẽo. Khi trường thương vào tay, vẻ mặt Lâm Nhất rõ ràng lạnh lùng hơn. Ra khỏi tiệm, Lý Vô Ưu bĩu môi, nhỏ giọng nói, huynh nhìn kìa, lại là con lửa chọc kia. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn theo, công tử Lưu Thương đang ngồi bên quán rượu ven đường, nâng ly mời hắn. Hắn lập tức cạn lời, đây là công tử Lưu Thương, một trong những đại công tử của quận Tần Thiên, thực lực của hắn ta rất có tiếng ở Đại Tần. Lý Vô Ưu không ngờ mình nói nhỏ thế mà đối phương cũng nghe được, bèn xấu hổ cười với đối phương. Qua đó thôi. Lâm Nhất và Lý Vô Ưu đi qua, sau đó ngồi xuống. Không ngờ Lưu Thương công tử cũng sẽ uống rượu ở nơi nhỏ bé này. Đối phương là nhân vật lớn tiếng tăm lẫy lừng lại uống rượu ở ven đường, quả thật rất kỳ lạ. Chờ người. Công tử Lưu Thương nhìn Lâm Nhất, trong mắt thoáng qua vẻ khác thường. Lúc từ biệt ở Miếu Hoang đến nay chỉ mới 2 tháng, không ngờ Lâm Nhất lại từ tiên thiên ngũ khiếu đột phá lên huyền quan. Quả thật khiến hắn ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ông chủ, nấu con cá này giúp ta. Lý Vô Ưu ngông nghênh ngồi xuống, lấy một con cá từ trong giỏ sau lưng ra đưa cho ông chủ. Chương 445, cơ quan khôi lỗi. Những người mới đạt 9 sao đã rất nóng lòng, hô lớn một tiếng rồi đồng loạt xông lên. Trên sàn đấu võ rộng rãi khí thế, một trận hỗn chiến vô cùng kịch liệt đột nhiên diễn ra. Nhưng chỉ trong chốc lát đã có người trấn áp cơ quan khôi lỗi bị đánh liên tục lùi lại. Dù sao cũng chỉ là khôi lỗi bình thường, linh trí không bằng võ giả, ở cảnh giới tương đồng thì có thể chiếm ưu thế lớn. Võ giả tu vi cảnh giới huyền võ lập tức tỏa sáng. Gần như vừa mở màn, những người có thực lực mạnh hơn đã lập tức được mọi người chú ý. Trong sàn đấu võ, Vương Ninh cầm một thanh kiếm, thi triển bôn lôi kiếm một cách mượt mà, kiếm thế như sấm đánh, cuồn cuộn không ngớt, càng đánh càng hăng. Trong hơn 200 người mới đạt 9 sao, thực sự thu hút ánh nhìn. Dù sao cũng là dòng chính của tông tộc Vương Thị, lai lịch thâm sâu, tuy đột phá dựa vào phá huyền đan nhưng cũng mạnh hơn phần lớn những người mới khác. Không lâu sau, cơ quan khôi lỗi đã bị đánh bại trong kiếm thế gầm rú của hắn ta. Rắc! Sau khi khôi lỗi nổ tung, một viên linh ngọc sáng chói nằm trong tay Vương Ninh. Cút! Vương Ninh bật cười lớn tiếng, cất linh ngọc đi rồi đá văng hai người mới cản đường trước mặt. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Đình nở nụ cười nhạt, được lắm. Xem ra Vương Ninh khá thành thục bôn lôi kiếm pháp. Vương gia không hổ là tứ đại tông tộc, con cháu dòng chính quả nhiên phi thường, nếu hắn ta có thể tiếp tục duy trì thì chắc chắn có tên trong danh sách 10 người đầu tiên của cửu tinh tranh bá. Vương Diễm không giấu được vui mừng, cười bảo tiểu tử này không khiến ta thất vọng, trưởng lão nhìn xem, lãnh mạch ta tìm được cũng không tệ, đã có 3 khôi lỗi thất bại trong tay hắn rồi. Bạch Đình gật đầu, mắt nhìn của ngươi rất tốt. Nếu lần này cả hai đều vào được nhóm 10 người đầu tiên cũng khiến lão phu nở mày nở mặt. Vương Diễm mỉm cười, không nói nhiều, trong lòng rất tự tin. Hắn ta hờ hững liếc nhìn, thấy vẻ mặt khó coi của Hân Nghiên, trong lòng không ngừng chế nhạo. Giống như Hân Nghiên, vẻ mặt Lạc Phong trưởng lão cũng khó coi. Ở Lăng Tiêu kiếm các, ông ta với Bạch Đình không hợp nhau lắm, có thể coi là đối thủ lâu năm. Trong cuộc cạnh tranh người mới năm nay, ông ta coi như đã hoàn toàn thất bại. Dưới trướng chỉ có một mình Lịch Khiếu Thiên là thể hiện tốt. Vẻ mặt Hân Nghiên rất khó coi, trong đôi mắt đẹp không giấu được vẻ chán ghét, còn có một luồng sát khí mờ nhạt. Nếu Lâm Nhất ở đây, chắc chắn sẽ không để Vương Ninh kiêu ngạo như thế. Hắn đã có được bán bộ kiếm ý, ở cửu tinh tranh bá này chắc chắn có thể tỏa sáng, chưa thể so với Hoàng Phủ Tịnh Hiên,
nhưng so với Vương Ninh thì khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Vút! Đúng lúc này, một bóng người lạnh lùng, mặc áo trắng chạy thẳng về phía sàn đấu võ. Tiểu tử này định làm gì vậy? Không biết trên sàn đấu võ, ngoài người đeo ngọc bội 9 sao thì những người khác không được phép ra sân sao? Cửu tinh tranh bá đã bắt đầu, những người có thể lên sàn đều đã lên cả, các trưởng lão có mặt đều cho là người này đang gây rối. Tuy nhiên họ cũng không hoảng loạn, màn sáng màu xanh bao phủ sàn đấu võ đã ngăn cách tất cả những người không có ngọc bội 9 sao. Muốn ra sân phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là người mới của Lăng Tiêu Kiếm Các, hai là phải có ngọc bội đủ 9 sao. Rất nhiều người đều nở nụ cười điềm tĩnh, chỉ chờ xem người này mất mặt. Trước đây cũng từng có người mới muốn đục nước béo có, tự ý xông vào, và kết quả rất thê thảm. Vụt! Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, bóng dáng áo trắng ấy đã đáp xuống sàn đấu võ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Đến khi nhìn rõ mới ngạc nhiên phát hiện, trên mặt kiếm khách áo trắng này đeo một chiếc mặt nạ vô diện màu trắng. Quan trọng hơn là người này vừa đúng xuất hiện ngay trong phạm vi của Vương Ninh. Trong số những người mới có mặt, Vương Ninh được coi là người có biểu hiện vượt trội hơn, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào hắn ta. Được coi là một trong những tiêu điểm nên ngay lập tức, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy người đeo mặt nạ trắng. Bùm! Vừa tiếp đất, người áo trắng đã rút kiếm khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, cơ quan khôi lỗi đang giao đấu với Vương Ninh bị một nhát kiếm đâm thủng, sau đó nổ tung. Người mặc áo trắng đưa tay đón lấy, cầm chắc linh ngọc trong tay. Áo trắng lạnh lùng, mặt nạ vô diện màu trắng chỉ để lộ đôi mắt sâu tĩnh lặng, trên người kiếm khách toát ra khí chất riêng biệt. Áo trắng như tuyết nhưng lại lạnh hơn cả tuyết, khác biệt hoàn toàn với mọi người. Sàn đấu võ khốc liệt bỗng chốc yên tĩnh, không một tiếng động. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên, Hàn Mạc, Hàn Phong, Phong Hạo Vũ, Mạc Thanh Vân. Những tài năng xuất chúng cảnh giới huyền võ đều ngạc nhiên nhìn người áo trắng. Ai cũng biết Vương Ninh là đệ đệ của Vương Diễm. Cho dù bọn họ có mạnh hơn Vương Ninh cũng không dám cướp khôi lỗi của hắn ta. Ở sàn đấu võ này chỉ có Vương Ninh cướp của người khác, không ai dám cướp của hắn ta. Mạc Thanh Vân cười nhạo, ở đâu xông ra một tên không có mặt thế, ngay cả cơ quan khôi lỗi của Vương Ninh cũng dám cướp. Những thiên kiêu cảnh giới huyền võ khác đều nghĩ như vậy, ai cũng có vẻ rất bất ngờ. Bên ngoài sàn đấu, Bạch Đình nhìn Vương Diễm, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ, người này là ai? Vương Diễm khẽ cau mày, cảm thấy không đúng lắm, lắc đầu đáp, ta cũng không biết, nhưng có thể bước vào sàn đấu võ chắc chắn là người mới của Lăng Tiêu Kiếm Các, thân phận này không làm giả được. Ngọc bội do chính Bạch Đình phát vào ngày hôm đó, hơn nữa còn có khí cơ ràng buộc. Chương 446, lạnh hơn cả tuyết. Những người mới đạt 9 sao đã rất nóng lòng, hô lớn một tiếng rồi đồng loạt xông lên. Trên sàn đấu võ rộng rãi khí thế, một trận hỗn chiến vô cùng kịch liệt đột nhiên diễn ra. Nhưng chỉ trong chốc lát đã có người trấn áp cơ quan khôi lỗi bị đánh liên tục lùi lại. Dù sao cũng chỉ là khôi lỗi bình thường, linh trí không bằng võ giả, ở cảnh giới tương đồng thì có thể chiếm ưu thế lớn. Võ giả tu vi cảnh giới huyền võ lập tức tỏa sáng. Gần như vừa mở màn, những người có thực lực mạnh hơn đã lập tức được mọi người chú ý. Trong sàn đấu võ, Vương Ninh cầm một thanh kiếm, thi triển bôn lôi kiếm một cách mượt mà, kiếm thế như sấm đánh, cuồn cuộn không ngớt, càng đánh càng hăng. Trong hơn 200 người mới đạt 9 sao, thực sự thu hút ánh nhìn. Dù sao cũng là dòng chính của tông tộc Vương Thị, lai lịch thâm sâu, tuy đột phá dựa vào phá huyền đan nhưng cũng mạnh hơn phần lớn những người mới khác. Không lâu sau, cơ quan khôi lỗi đã bị đánh bại trong kiếm thế gầm rú của hắn ta. Rắc! Sau khi khôi lỗi nổ tung, một viên linh ngọc sáng chói nằm trong tay Vương Ninh. Cút! Vương Ninh bật cười lớn tiếng, cất linh ngọc đi rồi đá văng hai người mới cản đường trước mặt. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Đình nở nụ cười nhạt, được lắm, xem ra Vương Ninh khá thành thục bôn lôi kiếm pháp. Vương gia không hổ là tứ đại tông tộc, con cháu dòng chính quả nhiên phi thường, nếu hắn ta có thể tiếp tục duy trì thì chắc chắn có tên trong danh sách 10 người đầu tiên của cửu tinh tranh bá. Vương Diễm không giấu được vui mừng. Cười bảo tiểu tử này không khiến ta thất vọng, trưởng lão nhìn xem, lãnh mạch ta tìm được cũng không tệ, đã có 3 khôi lỗi thất bại trong tay hắn rồi. Bạch Đình gật đầu, mắt nhìn của ngươi rất tốt, nếu lần này cả hai đều vào được nhóm 10 người đầu tiên cũng khiến lão phu nở mày nở mặt. Vương Diễm mỉm cười, không nói nhiều, trong lòng rất tự tin. Hắn ta hờ hững liếc nhìn, thấy vẻ mặt khó coi của Hân Nghiên, trong lòng không ngừng chế nhạo.
Giống như Hân Nghiên, vẻ mặt Lạc Phong trưởng lão cũng khó coi. Ở Lăng Tiêu kiếm các, ông ta với Bạch Đình không hợp nhau lắm, có thể coi là đối thủ lâu năm. Trong cuộc cạnh tranh người mới năm nay, ông ta coi như đã hoàn toàn thất bại, dưới trướng chỉ có một mình Lịch Khiếu Thiên là thể hiện tốt. Vẻ mặt Hân Nghiên rất khó coi, trong đôi mắt đẹp không giấu được vẻ chán ghét, còn có một luồng sát khí mờ nhạt. Nếu Lâm Nhất ở đây, chắc chắn sẽ không để Vương Ninh kiêu ngạo như thế. Hắn đã có được bán bộ kiếm ý, ở cửu tinh tranh bá này chắc chắn có thể tỏa sáng, chưa thể so với Hoàng Phủ Tịnh Hiên, nhưng so với Vương Ninh thì khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Phút. Đúng lúc này, một bóng người lạnh lùng, mặc áo trắng chạy thẳng về phía sàn đấu võ. Tiểu tử này định làm gì vậy? Không biết trên sàn đấu võ, ngoài người đeo ngọc bội chín sao thì những người khác không được phép ra sân sao? Cửu tinh tranh bá đã bắt đầu, những người có thể lên sàn đều đã lên cả, các trưởng lão có mặt đều cho là người này đang gây rối. Tuy nhiên họ cũng không hoảng loạn, màn sáng màu xanh bao phủ sàn đấu võ đã ngăn cách tất cả những người không có ngọc bội chín sao. Muốn ra sân phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là người mới của Lăng Tiêu kiếm các, hai là phải có ngọc bội đủ chín sao. Rất nhiều người đều nở nụ cười điềm tĩnh, chỉ chờ xem người này mất mặt. Trước đây cũng từng có người mới muốn đục nước béo có, tự ý xông vào, và kết quả rất thê thảm. Vụt! Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, bóng dáng áo trắng ấy đã đáp xuống sàn đấu võ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Đến khi nhìn rõ mới ngạc nhiên phát hiện, trên mặt kiếm khách áo trắng này đeo một chiếc mặt nạ vô diện màu trắng. Quan trọng hơn là người này vừa đúng xuất hiện ngay trong phạm vi của Vương Ninh. Trong số những người mới có mặt, Vương Ninh được coi là người có biểu hiện vượt trội hơn, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào hắn ta. Được coi là một trong những tiêu điểm nên ngay lập tức, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy người đeo mặt nạ trắng. Bùm! Vừa tiếp đất, người áo trắng đã rút kiếm khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, cơ quan khôi lỗi đang giao đấu với Vương Ninh bị một nhát kiếm đâm thủng, sau đó nổ tung. Người mặc áo trắng đưa tay đón lấy, cầm chắc linh ngọc trong tay. Áo trắng lạnh lùng, mặt nạ vô diện màu trắng chỉ để lộ đôi mắt sâu tĩnh lặng, trên người kiếm khách toát ra khí chất riêng biệt. Áo trắng như tuyết nhưng lại lạnh hơn cả tuyết, khác biệt hoàn toàn với mọi người. Sàn đấu võ khốc liệt bỗng chốc yên tĩnh, không một tiếng động. Hoàng Phủ Tịnh Hiên, Hàn Mạc, Hàn Phong, Phong Hạo Vũ, Mạc Thanh Vân. Những tài năng xuất chúng cảnh giới huyền võ đều ngạc nhiên nhìn người áo trắng. Ai cũng biết Vương Ninh là đệ đệ của Vương Diễm. Cho dù bọn họ có mạnh hơn Vương Ninh cũng không dám cướp khôi lỗi của hắn ta. Ở sàn đấu võ này chỉ có Vương Ninh cướp của người khác, không ai dám cướp của hắn ta. Mạc Thanh Vân cười nhạo, ở đâu xông ra một tên không có mặt thế, ngay cả cơ quan khôi lỗi của Vương Ninh cũng dám cướp. Những thiên kiêu cảnh giới huyền võ khác đều nghĩ như vậy, ai cũng có vẻ rất bất ngờ. Bên ngoài sàn đấu, Bạch Đình nhìn Vương Diễm, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ, người này là ai? Vương Diễm khẽ cau mày, cảm thấy không đúng lắm, lắc đầu đáp, ta cũng không biết, nhưng có thể bước vào sàn đấu võ chắc chắn là người mới của Lăng Tiêu kiếm các, thân phận này không làm giả được. Ngọc bội do chính Bạch Đình phát vào ngày hôm đó, hơn nữa còn có khí cơ ràng buộc. Chương 447, rốt cuộc ngươi là ai? Không thể lấy ngọc bội của người đã chết tới đây giả mạo. Ở bên khác, Lạc Phong trưởng lão cũng không hiểu nhìn Hân Nghiên. Trong đôi mắt cười của Hân Nghiên lóe lên vẻ vui mừng, cô ta cười nhẹ, mặc kệ người đó là ai, nếu có thể ra tay dạy cho Vương Ninh một bài học đều được coi là chuyện tốt. Lúc trên võ đài, nhìn viên linh ngọc mình vừa lấy được bị người khác cướp mất, Vương Ninh giận đến mức tái mặt. Từ lúc thành công chọc giận Hân Nghiên khiến cô ta nghiến răng ken két, tâm trạng Vương Ninh đã rất tốt. Đến khi cửu tinh tranh bá bắt đầu lại càng tốt hơn, hắn ta đã sớm nghĩ ra cách làm sao để được tỏa sáng rực rỡ trong cửu tinh tranh bá. Để rồi chiến đấu hết mình, giành được thắng lợi vẻ vang. Nhưng bây giờ cái tên không biết từ đâu xuất hiện này lại cướp linh ngọc của hắn ta, điều này chẳng khác gì tát thẳng vào mặt hắn ta. Kiếm khách áo trắng ngắm nghía linh ngọc, mắt lập lòe ánh sáng, sau đó hắn cất nó đi. Ta không cần biết ngươi là ai, giao linh ngọc ra đây, nếu không. Chát! Lời còn chưa dứt, người áo trắng đã giơ tay tát vào mặt Vương Ninh nhanh như chớp. Âm thanh giòn giã khiến tiếng bạt tai này vang lên trên võ đài giống như tiếng sét đánh. Vương Ninh bị tát choáng váng, hắn ta lập tức nổi giận, khí thế cảnh giới huyền võ trên người bùng nổ. Bùm! Nhưng trên người đối phương cũng bùng nổ khí thế cảnh giới huyền võ,
nó còn nồng đậm và lớn mạnh hơn hắn ta nhiều. Hai luồng khí thế mạnh mẽ va vào nhau như gió thu quét lá rụng, uy áp cảnh giới huyền võ của Vương Ninh lập tức bị áp đảo rồi nổ tung. Chát! Người áo trắng phá tan khí thế của đối phương một cách dễ dàng, sau đó lại trợ tay tát Vương Ninh văng ra. Hai cái bạt tai liên tiếp không chỉ khiến Vương Ninh choáng váng, mà tất cả những người khác trên võ đài, kể cả mấy người phía Hoàng Phủ Tịnh Hiên cũng há hốc mồm. Nhị thiếu gia, Lãnh Mạch hoàn hồn lại, hắn ta vừa sợ vừa giận, xông thẳng về phía người áo trắng, giả thần giả quỷ, đi chết đi. Đến khi lao tới trước mặt người áo trắng, kiếm thế trên người hắn ta đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thế sắc bén kết hợp với tu vi hùng hậu mạnh gần như gấp đôi Vương Ninh, mạnh đến mức khiến người ta như ngạt thở. Lúc này mọi người mới phát hiện thì ra Lãnh Mạch vẫn luôn âm thầm che giấu thực lực. Keng! Nhưng người áo trắng không hề hoang mang, hắn cầm kiếm, thong dong chặn lại đòn tấn công điên cuồng của Lãnh Mạch. Lãnh Mạch ngẩn ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng. Kiếm quang nhanh như chớp của người áo trắng đã đâm tới, tia sáng nơi mũi kiếm không ngừng mở rộng trong tầm mắt. Nhanh quá! Kiếm quang lạnh lẽo khiến Lãnh Mạch biến sắc, không dám tấn công, rút kiếm ngăn chặn. Hồng hộc! Nhưng kiếm người áo trắng càng lúc càng nhanh, mỗi một chiêu thức đều đánh vào sơ hở chí mạng nhất của Lãnh Mạch. Chỉ với 7-8 chiêu, kiếm thế vững chắc như núi đã bị đâm thủng trăm nghìn lỗ, sắp tan biến theo gió. Lãnh Mạch hoảng sợ, trong lòng không khỏi dâng lên tia tuyệt vọng. Vèo! Nhưng người áo trắng đột nhiên thu tay lại, giơ trường kiếm lên cao rồi cắm mạnh xuống mặt sàn võ đài. Lãnh Mạch thầm giật mình, toàn thân như chút được gánh nặng, vừa định lùi lại. Phụt! Một thanh trường thương đen như mực, phát ra ánh sáng lạnh thấu xương, quấn trong tay người áo trắng như con cuồng long. Kiếm thế thủng trăm nghìn lỗ bị trường thương làm chấn động, lập tức tan rã. Lãnh Mạch chưa kịp kêu lên thì mũi thương đã đâm vào ngực khiến hắn ta hộc máu, văng ra xa, sau khi ngã xuống đất còn trượt thêm một đoạn. Hắn ta bịt vết thương trước ngực, giãy giụa muốn đứng lên. Không ai thấy được biểu cảm dưới lớp mặt nạ vô diện của người áo trắng, năm ngón tay hắn nắm chặt trường thương, chân nguyên toàn thân không ngừng tràn vào trường thương, ngay khi Lãnh Mạch định đứng lên. Phụt! Trường thương bay nhanh như chớp kèm theo tiếng xé gió chói tai đâm xuyên ngực Lãnh Mạch, sau đó cắm xuống đất. Á! Lãnh Mạch đau đớn hét thành tiếng, sự thê thảm trong tiếng hét ấy khiến người nghe cực kỳ sợ hãi. Keng! Ánh mắt người áo trắng đầy lạnh lùng, hắn không nói một lời rút trường kiếm ra, bước nhanh về phía Vương Ninh. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ người áo trắng. Tư thái này khiến tất cả người mới 9 sao trên võ đài đều cảm nhận được khí tức lạnh buốt. Mấy người Hoàng Phủ Tịnh Hiên đều biến sắc, trông có vẻ ngỡ ngàng. Bên ngoài võ đài, mấy nghìn người mới và rất nhiều đệ tử thâm niên đã trở nên xôn xao. Toàn thân Vương Diễm run rẩy, tức giận đến mức môi tím tái. Nhìn Lâm Nhất rút kiếm đi qua, hắn ta không khỏi biến sắc, hắn muốn giết đệ của ta. Hắn ta vừa định ra tay nhưng sực nhớ ra cửu tinh tranh bá chưa kết thúc, người xem như họ không thể xuyên qua lớp màn ánh sáng màu lam này. Trên võ đài, Vương Ninh đã sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, hai má sưng lên như đầu heo. Khi thấy người áo trắng từng bước tới gần, Vương Ninh liên tục nhích về sau, run rẩy nói, người muốn lấy Linh Ngọc phải không? Ta có thể cho ngươi hết, đừng giết ta. Ta là con cháu dòng chính của Vương gia, đại ca ta là Vương Diễm, chỉ cần ngươi lên tiếng, ta có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích. Nhưng người áo trắng không trả lời, chỉ từng bước lại gần, sát khí lạnh lẽo toàn thân không ngừng tích tụ. Nỗi sợ hãi trong lòng Vương Ninh liên tục bành trướng dưới sự dày vò ấy, gần như khiến hắn ta phát điên. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi nghĩ ta là ai? Người áo trắng hỏi ngược lại, thốt ra câu nói đầu tiên kể từ khi đặt chân lên võ đài. Một tiếng nổ oành vang lên trong đầu Vương Ninh. Trong mắt hắn ta lộ ra vẻ khó có thể tin được, hắn ta đã quá quen với giọng nói này, nếu thật sự là người đó. Mặt mũi Vương Ninh lập tức trắng bệch, run rẩy nói, không thể nào, không thể như vậy được. Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt người áo trắng, hắn đột nhiên tháo chiếc mặt nạ vô diện màu trắng xuống. Khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Một người không có khả năng xuất hiện ở đây thực sự đang đứng trước mặt mọi người. Lâm Nhất, chương 448, giết. Khi chiếc mặt nạ vô diện rơi xuống, một khuôn mặt mà ai cũng không ngờ tới xuất hiện trước mặt mọi người. Không phải Lâm Nhất thì là ai? Trên võ đài, hai huynh đệ Hàn Mạc và Hàn Phong ra sức dụi mắt. Sau nhiều lần xác nhận,
cuối cùng họ cũng xác định kiếm khách áo trắng này chính là Lâm Nhất. Rõ ràng hắn đã bị chúng ta đuổi vào rừng táng kiếm, sao có thể ra ngoài được? Mạc Thanh Vân cũng rất sợ hãi, không thể tin được. 10 nhân tài cảnh giới huyền võ bao gồm cả Hoàng Phủ Tịnh Hiên đều biến sắc. Ngày hôm đó họ liên minh với nhau, tận mắt nhìn thấy Lâm Nhất bị dồn vào đường cùng, buộc phải vào rừng táng kiếm. Đó là vùng đất chết chóc, không ai có thể ra được. Nhưng lúc này Lâm Nhất lại còn sống xuất hiện trước mặt mọi người, quả thật như tát vào mặt tất cả những người truy sát hắn ngày đó một bạt tai. Hắn không chỉ còn sống ra ngoài mà còn đột phá huyền quan, thăng lên cảnh giới huyền võ. Nhớ lại ánh mắt lạnh băng của Lâm Nhất ngày hôm đó, lại nhìn Lãnh Mạch đang bị mũi trường thương ghim trên mặt đất, đau đớn kêu rên, mấy người đều cảm thấy không rét mà run. Sao tên này có thể ra ngoài được chứ? Phong Hạo Vũ, kẻ đã suýt giết chết Lý Vô Ưu bằng một chưởng khi đó, lúc này vẻ mặt hắn ta trở nên vô cùng khó coi. Có người xấu mặt, đương nhiên cũng có người vui mừng. Không ngờ tiểu tử này còn có thể sống sót đi ra. Nhưng mà hắn ra tay thật tàn nhẫn. Đôi mắt đẹp của Hân Nhiên sáng lóng lánh, vẻ lo lắng giữa hai đầu mày đã hoàn toàn biến mất, nháy mắt trở nên quyến rũ mê người. Kể từ khi gặp Lâm Nhất, thiếu niên ấy mang lại cho cô ta cảm giác cực kỳ bình tĩnh, trong veo như làn nước mùa thu. Ngay cả khi phải chịu đủ mọi ấm ức ở Phân Đà Đế Đô, hắn vẫn nhẫn nhịn. Nhưng nếu thật sự cho rằng hắn dễ tính, thích bắt nạt thì bắt nạt, vậy thì quá sai lầm. Không giận thì thôi, một khi giận lên sẽ vô cùng đáng sợ. Giống như Lâm Nhất hiện tại, ăn miếng trả miếng, ăn đòn trả đòn. Đâm huyết long mã một nhát, hắn trả lại cho Lãnh Mạch một nhát đâm còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn, để hắn ta cảm nhận nỗi đau đớn gấp 10, gấp trăm lần. Tiếp theo là Vương Ninh. Hôm nay, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản Lâm Nhất giết hắn ta. Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, Vương Ninh hoàn toàn đứng người, không phải nói rừng táng kiếm là vùng đất chết chóc sao? Tên này ra ngoài bằng cách nào? Không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết, ta còn tương lai tốt đẹp, ta là con cháu dòng chính của Vương gia cơ mà. Dừng tay! Khi thấy Lâm Nhất không hề có dấu hiệu nương tay, Vương Diễm đứng cạnh Bạch Đình quát lớn. Lâm Nhất không thèm đếm xỉa, kiếm trong tay hắn hướng thẳng về phía tim Vương Ninh. Nhưng hắn vừa giơ tay ra đã có tiếng xé gió vang lên từ đằng sau, Lâm Nhất quay đầu lại nhìn. Hai bóng người đang nhào về phía hắn. Chính là hai huynh đệ Hàn Mạc và Hàn Phong, nhân tài cảnh giới huyền võ ra tay với hắn và Lý Vô Ưu đầu tiên trong rừng rậm u ám ngày hôm đó. Hai người vừa hành động, những nhân tài cảnh giới huyền võ khác cũng xông lên theo. Trước đó không biết thân phận của hắn nên họ không manh động. Nhưng bây giờ đã biết thân phận của Lâm Nhất thì không thể cho hắn đường sống. Lúc ở rừng rậm u ám, những người này đã bức ép Lâm Nhất thê thảm như vậy, họ biết mình không thể nhân từ được nữa. Thay vì ngồi chờ chết thì ra tay trước vẫn tốt hơn. Có thể đột phá huyền quan khi còn trẻ như vậy đương nhiên đều là người quyết đoán, họ đưa ra lựa chọn không chút do dự. Lợi dụng lúc mọi người phân tâm, Vương Ninh lăn trên đất mấy vòng rồi vội vàng đứng dậy, cao giọng quát, mau giết tên kiếm nô này. Hôm nay hắn không chết, sau này chúng ta sẽ không được yên. Nếu ai ra tay với hắn, ngưng tụ thành quang, búng tay sát thương người. Lâm Nhất liếc nhìn, một tia kiếm quang lập tức xẹt qua không trung. Kiếm quang màu tím như tia chớp lóe ngang trời, nháy mắt đã đến. Vương Ninh vội vàng ngậm miệng lại, nhanh nhẹn di chuyển tránh nguy hiểm. Phụt, kiếm quang đâm trúng ngực, suýt chút nữa cắm vào tim Vương Ninh, máu phụt ra khiến hắn ta ngã quỵ xuống đất, đau chết đi sống lại. Chưa chết. Tia sáng lạnh thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn nhấc chân đuổi theo, định chém thêm một nhát. Nhưng trước sự hợp tác của hai huynh đệ Hàn Mạc và Hàn Phong, luồng kiếm thế dồi dào đã hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Nếu tiếp tục đuổi theo sẽ để lộ sơ hở phía sau lưng, khiến hắn không chết cũng tàn phế. Ép người quá đáng. Ngày đó trong rừng rậm u ám, hai huynh đệ này sẵn sàng làm tay sai cho Vương Ninh, ỷ vào tu vi cảnh giới huyền võ xung phong tấn công hắn. Hôm nay lại như vậy, không biết chừng mực, thật ngu xuẩn. Keng! Trong lúc phân tâm, Lâm Nhất bị hai người hợp sức đánh một đòn, buộc phải lùi lại ba bước. Cứ tưởng ngươi đã tiến bộ hơn nhiều, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. Hàn Mạc và Hàn Phong đứng song song nhau nhìn Lâm Nhất bị đánh lùi, cười khẩy, nhặt lại được mạng chó từ trong rừng táng kiếm, biết điều rụt đuôi làm người không được sao. Sột soạt! Phong Hạo Vũ! Mạc Thanh Vân và các nhân tài cảnh giới huyền võ khác đang nhanh chóng đuổi tới. Chỉ cần hai người giữ chân Lâm Nhất được một lúc,
mấy người họ sẽ đến, sau đó bao vây giết Lâm Nhất thêm lần nữa. Hợp sức vây giết. Tất cả các trưởng lão Lăng Tiêu Kiếm Các và nhóm đệ tử Thâm Niên đều kinh ngạc. Trước đây họ từng nghe đồn Vương Ninh triệu tập 10 nhân tài cảnh giới huyền võ để vây giết một đệ tử tiên thiên ngũ khiếu. Lúc đó họ không tin lắm, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ những người này lại phối hợp ăn ý và thành thạo, cùng xông về phía Lâm Nhất. Nếu là lần đầu ra tay chắc chắn không thể ăn ý như thế được. Sự thật ở ngay trước mắt, họ không tin cũng phải tin. Ghê tởm. Hân Nghiên sầm mặt, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến cảnh tượng vô liêm sỉ như vậy. Bên cạnh Bạch Đình, Vương Diễm đang căng thẳng dần bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, chung quy cũng chỉ là một thằng hề, để ta xem ngươi chết như thế nào. Rầm rầm rầm. Ngay khi mọi người không đề phòng, trên võ đài bất ngờ vang lên ba tiếng sấm. Kiếm ảnh chằng chịt như vũ bão chợt xuất hiện từ lòng bàn tay Lâm Nhất. Chương 449, chỉ còn một người. Đối mặt với những lời chế nhạo của Hàn Mạc và Hàn Phong, Lâm Nhất vẫn đứng vững, không nói lời nào, vung tay thi triển lôi âm kiếm pháp. Cuồng phong, phong khiếu như lôi. Hắn chỉ cử động nhẹ cổ tay, chớp mắt đã xuất hiện liên tục ba nhát kiếm. Mỗi nhát kiếm đều phân thành 9981 kiếm ảnh, ba nhát kiếm tổng cộng hơn 200 kiếm ảnh. Hàn Mạc và Hàn Phong mở to mắt, con người co rụt lại, trông có vẻ vội vàng không chuẩn bị kịp. Vẫn chưa đủ. 36 cánh tử diên hoa ở đan điền đều nở rộ, trong mắt Lâm Nhất thoáng qua tia sáng, hắn thét dài một tiếng, lập tức chém ra 6 nhát kiếm. Choang! Hắn thi triển tử diên kiếm quyết đến cực hạn, kiếm thế toàn thân như một con cuồng long rời sông lấp biển, khiến Hàn Mạc và Hàn Phong phải ngạt thở vì nó. Biểu cảm trên mặt hai người hoàn toàn thay đổi. Đứng trước luồng kiếm thế này, họ không hề có ý muốn chống cự, liên tục lùi về sau. Nhưng 9 tiếng sét hợp lại thành một chỉ trong tích tắc, dù họ có muốn ra tay cũng đã muộn. Bùm! Cả hai bị chấn động hộc máu, vẻ mặt hốt hoảng, kiếm thế kéo đến như rồng. Keng keng keng! Hàn Mạc và Hàn Phong cắn chặt răng, cả hai cầm trường kiếm múa may liên tục, cố thi triển hết thực lực của mình khi đứng trước cánh cửa sinh tử. Phải nói dù sao họ cũng là huynh đệ ruột. Trước sự phối hợp của hai người, không phải chiêu kiếm bình thường có thể công phá được. Nhưng kiếm của Lâm Nhất thì khác, lôi âm kiếm pháp sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Chiêu thức đầu tiên đã khiến hai người tốn sức, thức thứ hai sẽ chỉ tăng gấp đôi áp lực. Lạc hoa nhất thuấn, hướng tử mà sinh, kiếm quang của Lâm Nhất chập chờn vừa tựa thật vừa tựa giả khiến Hàn Mạc và Hàn Phong bối rối. Không biết nhát kiếm này của Lâm Nhất rốt cuộc đang nhắm vào ai? Phụt! Kiếm quang bay đến, Hàn Mạc bị chém văng, máu trước ngực bắn ra như hoa. Chiêu thức thứ ba, phi tuyết. Lâm Nhất không cho Hàn Phong nhiều thời gian suy nghĩ, thanh kiếm trong tay hắn tựa mây cuồn cuộn, tựa tuyết tung bay, kiếm thế toàn thân cuồn cuộn như mây, kiếm quang tỏa ra tung bay như tuyết. Kiếm nơi tay tỏa ra kiếm quang tung bay như tuyết, điên cuồng lao đi. Luồng kiếm thế vô tận vừa có sự lanh lợi của tuyết, vừa toát lên vẻ hoàn hảo của biển mây, kiếm quang cực nhanh như có linh tính. Kiếm vừa xuất hiện, kiếm quang chưa đến, luồng kiếm thế vô tận đã đánh văng Hàn Mạc. Truy nguyệt, nhanh như gió núi, truy đuổi trăng sao. Lâm Nhất lao nhanh đến mức khiến người ta không nhìn thấy được hắn, như thể sao trời cũng bị hắn bỏ lại phía sau. Đến khi hắn xuất hiện lại, Hàn Mạc bị đánh văng cũng đúng lúc rơi xuống đất sau lưng hắn. Bịch, Hàn Mạc vừa tiếp đất thì lập tức có hơn 100 tia kiếm quang bắn ra từ trong cơ thể hắn ta ngã phịch xuống đất. Máu phun như suối, không rõ sống chết. Bốn chiêu, chỉ vẻn vẹn bốn chiêu, Lâm Nhất đã đánh bại Hàn Mạc và Hàn Phong. Họ không dựa vào phá huyền đan mới đột phá được huyền quan như Vương Ninh, họ có tu vi thâm hậu, kiếm pháp xuất sắc, phối hợp với nhau càng khó thắng hơn. Câu đánh giá Lâm Nhất cũng chỉ có vậy thôi, lúc nãy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, thế mà hai người đã nằm lăn ra đất như lợn chết. Nhưng sự xung phong của hai người lại tạo cơ hội ra tay tuyệt vời cho 6 tên nhân tài cảnh giới huyền võ còn lại. Giết hắn. 6 nhân tài cảnh giới huyền võ bay tới, dẫn đầu là Mạc Thanh Vân và Phong Hạo Vũ. Chân nguyên toàn thân bành trướng, đồng thời triệu hồi võ hồn, khí thế cuồng bạo ùn ùn kéo đến. Doạt. Đòn tấn công đỉnh cao kết hợp với triệu hồi võ hồn của 6 nhân tài cảnh giới huyền võ thực sự quá khủng khiếp. Chưa đánh trúng mục tiêu mà uy áp của nó đã khiến mặt đất dưới chân Lâm Nhất không ngừng nứt toác ra. Uy áp đáng sợ như thế, chỉ cần một sát chiêu đánh trúng Lâm Nhất. Hắn sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ, không có bất ngờ nào xảy ra. Nếu là Lâm Nhất,
mọi người hoàn toàn không nghĩ ra hắn có cách nào phá vỡ được cục điện. Lâm Nhất phung tay áo lên như tiên hạc dương cánh, linh dương khoe sừng, không để lại dấu vết. Khi hắn vung tay áo, thân kiếm rung lên phát ra tiếng vang có thể so sánh với tiếng sấm. Nó như tiếng sấm vang lên từ trong tay hắn chứ không phải ở trên trời hay giữa tầng mây. Bùm! Tiếng sấm đáng sợ, kiếm thế ngưng động từ bốn thức phong, hoa, tuyết, nguyệt nổ tung. Thức cuối cùng của lôi âm kiếm pháp, thần tiêu. Thần âm như sấm, xuyên thủng tầng mây. Sáu nhân tài cảnh giới huyền võ bao gồm cả Phong Hạo Vũ và Mạc Thanh Vân chỉ còn nửa trượng nữa là có thể đánh trúng Lâm Nhất. Nhưng cuối cùng vẫn thiếu nửa trượng, kinh lôi đánh ra từ lòng bàn tay Lâm Nhất. Trong khoảng cách gần như vậy, sáu người bị chấn động đến mức chảy máu thất khiếu, hai tai bị điếc, hai mắt bị mù, sau khi ngã xuống đất, họ bịt tai đau đớn kêu rên. Tiếng sấm đáng sợ cứ vang vọng trong đầu họ như nổ tung. Trên võ đài, những người mới chín sao còn lại đều đã sớm tránh xa trung tâm cuộc chiến. Nhưng họ vẫn không kịp trở tay trước tiếng sấm đinh tai nhức óc này, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, màng nhĩ không ngừng rung lên. Mấy chục cơ quan khôi lỗi còn lại bị chấn động bởi tiếng sấm, chúng liên tục lung lay, sau đó nứt ra, tan rã thành một đống linh kiện lộn xộn. Bốp bốp bốp. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên cười vỗ tay, chậm rãi bước tới. Tiếng vỗ tay giòn giã đánh thức mọi người khỏi trạng thái ngơ ngẩn, lúc này họ mới phát hiện Hoàng Phủ Tĩnh Hiên vẫn chưa ra tay. Cũng đúng, Hoàng Phủ Tĩnh Hiên nắm giữ bán bộ kiếm ý mạnh mẽ, thực lực rõ ràng cao hơn những nhân tài cảnh giới huyền võ khác một bậc. Tất nhiên hắn ta sẽ kiêu ngạo, không muốn bắt tay với người khác để đối phó Lâm Nhất. Là một tên phế võ hồn, người có thể có được thực lực như bây giờ quả thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng chỉ đến đây thôi. Keng! Một tiếng kiếm reo du dương vang lên, Hoàng Phủ Tĩnh Hiên rút kiếm khỏi vỏ, bán bộ kiếm ý trên người hắn ta nở rộ. Mái tóc dài tung bay, tuấn tú ngời ngời. Dưới sự bao phủ của bán bộ kiếm ý, trông hắn ta như một thanh bảo kiếm. Làm cho người ta cảm thấy trên người hắn ta như đang tỏa ánh hào quang không thể nhìn thẳng. Vẫn còn Hoàng Phủ Tĩnh Hiên, có hắn là đủ rồi. Chương 450, quyết không cúi đầu. Vương Diễm vốn đã tuyệt vọng, lúc này hai mắt sáng rực lên, nhen nhóm hy vọng thêm lần nữa. Kiếm giả nên có sự sắc bén. Thả bị gãy chứ không chịu cong, quyết chí tiến lên, ngoài ta còn ai? Trên người Lâm Nhất đột nhiên toát ra sự sắc bén vô tận. Kiếm thế đáng sợ phóng vụt lên như diều gặp gió, cao đến mức khiến người ta không thể nhìn theo. Kiếm ý hoàn chỉnh. Nhiều đệ tử thâm niên và các trưởng lão Lăng Tiêu kiếm các đồng loạt đứng phát dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao thực lực của Lâm Nhất lại kinh khủng như vậy. Lâm Nhất phung tay lên, táng hoa kiếm ẩn chứa kiếm ý hoàn chỉnh xé rách không khí, lao đến nhanh như chớp, dễ dàng nghiền nát bán bộ kiếm ý trên người Hoàng Phủ Tĩnh Hiên, đâm vào ngực hắn ta. Hạt gạo mà dám tranh tỏa sáng với mặt trăng. Bán bộ kiếm ý hoàn toàn bị áp đảo khi đối đầu với kiếm ý hoàn chỉnh, nhanh đến mức khiến người ta không chấp nhận được, nhưng lại bắt buộc phải chấp nhận. Lâm Nhất lạnh lùng liếc nhìn, thản nhiên nói, đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta. Nếu chịu hợp sức với họ, có lẽ ngươi còn có 50% cơ hội đánh bại ta. Nhưng bây giờ ta có thể đánh bại ngươi chỉ bằng một chiêu. Ngày hôm đó ngươi gieo kiếm ý vào cơ thể vô ưu. Hôm nay ta sẽ cho ngươi cảm nhận được cảm giác này. Choang! Táng hoa kiếm cắm trong ngực Hoàng Phủ Tĩnh Hiên không ngừng rung lên, kiếm ý hoàn chỉnh chạy dọc theo thân kiếm tràn vào cơ thể hắn ta, điên cuồng càn quét. Mặt mũi Hoàng Phủ Tĩnh Hiên trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo vì đau đớn, hắn ta quỳ một chân xuống đất, ngay cả kêu đau cũng khó khăn. Trong mắt hắn ta tràn đầy kinh hoàng, kiếm ý hoàn chỉnh không ngừng sinh sôi, thậm chí còn không ngừng lớn mạnh. Cứu, cứu, ta! Hoàng Phủ Tĩnh Hiên tuyệt vọng nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt cầu xin, hắn ta hiểu rõ sự đáng sợ của kiếm ý này. Phải nói rằng cảnh tượng này quá mỉa mai đối với kẻ vừa nói chỉ đến đây thôi như hắn ta. Lâm Nhất không thèm để ý, hắn thoáng thay đổi sắc mặt, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Vương Ninh giãy giụa đứng lên. Hắn ta lảo đảo chạy tới rìa sàn đấu võ, chỉ còn cách một bước nữa là sẽ xuyên qua lớp màn ánh sáng màu lam. Thấy Lâm Nhất nhìn qua, Vương Ninh dừng bước. Đột nhiên cảm thấy hơi đắc chí. Lĩnh ngộ kiếm ý hoàn chỉnh thì sao, vẫn không làm gì được ta cả. Hắn ta không nhịn được cười nhạo, ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi vẫn không giết được ta. Thời gian ở Lăng Tiêu kiếm các còn dài, ta sẽ từ từ chơi với ngươi, để ta xem một tên phế võ hồn như ngươi rốt cuộc có năng lực gì đấu với ta.
hắn ta chưa nói hết lời đã vội vàng quay lưng định nhảy ra khỏi sàn đấu võ. Chỉ cần hắn ta chạy ra khỏi sàn đấu võ, có Bạch Đình trưởng lão và đại ca Vương Diễm, dù Lâm Nhất có muốn giết hắn ta cũng khó như lên trời. Cút lại đây! Trên sàn đấu võ chợt có một tia sáng phóng thẳng lên trời, Lý Vô Ưu bay tới, lao xuyên qua lớp màn ánh sáng lam đá vào người Vương Ninh. Bốp! Vương Ninh bị đá văng như bao cát. Lúc ngã xuống đất hắn ta còn lăn thêm mấy vòng, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Nhất. Hắn ta lập tức sợ đến mức bay mất ba hồn chín vía. Giờ phút này, trong đôi mắt sáng ngời ấy được viết đầy một chữ, giết. Giết. Trong mắt Lâm Nhất không có chút cảm xúc, chỉ có một chữ giết. Vương Ninh bị Lý Vô Ưu đá bay ngược vào nhất thời cảm thấy hối hận xanh ruột, biết vậy lúc nãy hắn ta không nói mấy câu nhảm nhí kia, nhảy xuống luôn cho rồi. Thật ra nói hay không nói cũng không thay đổi được kết quả. Lâm Nhất và Lý Vô Ưu đã sớm trở về trước khi cửu tinh tranh bá diễn ra một ngày. Sau khi biết rõ quy tắc của cửu tinh tranh bá, họ mới bàn kết hoạch cho Lâm Nhất, người đã đột phá cảnh giới huyền võ và nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh, lên sàn đấu võ ra tay. Còn Lý Vô Ưu đứng lẫn trong đám đông, chờ đợi thời cơ hành động, nếu ai dám chạy trốn thì đá cho vào lại. Việc Lâm Nhất đeo mặt nạ lên sàn đấu cũng đã được bàn trước. Nếu tùy tiện xuất hiện chắc chắn sẽ bị Vương Diễm và Bạch Đình ngăn cản, ngang nhiên lên sàn đấu cũng sẽ làm cho họ có cảnh giác. Nhìn Lâm Nhất như kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thực ra lòng dạ hắn cực kỳ thâm sâu, đã lên kế hoạch từ trước. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì không kẻ nào chạy thoát được. Ăn miếng trả miếng, ăn đòn trả đòn. Không đợi Vương Ninh giãy giụa, Lâm Nhất lập tức đạp lên ngực hắn ta. Chân hắn dẫm mạnh xuống khiến Vương Ninh đau đớn kêu la thảm thiết. Trên sàn đấu võ rộng như thế, tất cả các cơ quan khôi lỗi đều bị chiêu thức thần tiêu làm vỡ nát. 10 nhân tài cảnh giới huyền võ, một số thì đầu đau như búa bổ, trong đầu còn ong ong. Một số thì bị trường thương ghim trên mặt đất như lãnh mạch, một số thì quỳ dưới đất không đứng dậy nổi như Hoàng Phủ Tĩnh Hiên. Những người mới 9 sao còn lại đã sớm sợ hãi, lui ra khỏi sàn đấu võ nguy hiểm. Chỉ còn Lâm Nhất mặc áo trắng, lạnh lẽo như tuyết, mái tóc dài tung bay theo gió, ống tay áo như mặt nước không gợn sóng. Hắn đặt một chân trên người Vương Ninh, trông hắn như một vị đế vương nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt trên sàn đấu võ. Dấu ấn hình thoi màu tím giữa hai đầu lông mày vốn tượng trưng cho thân phận kiếm nô, lúc này nó lại làm cho khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Lâm Nhất càng thêm tuấn tú, tao nhã và thanh cao. Tất cả các trưởng lão và đệ tử Thâm Niên Lăng Tiêu Kiếm Các đều đồng loạt đứng dậy. Nhìn Lâm Nhất trên sàn đấu võ bằng ánh mắt hơi phức tạp. Cửu tinh tranh bá vốn là truyền thống của Lăng Tiêu Kiếm Các. Từ thuở sơ khai đến nay, nó đã có ít nhất hơn 1.000 năm lịch sử. Nhưng chưa từng có ai ngông cuồng bước lui tất cả các học viên 9 sao khác, một mình một kiếm đánh bại liên tiếp 10 nhân tài cảnh giới huyền võ, dẫm đệ tử thuộc dòng chính của tông tộc Vương Thị dưới chân ngay trước mắt mọi người. Chương 451, sự thật. Nhìn dáng vẻ đó. Hắn hoàn toàn không có ý định buông tha cho Vương Ninh, chắc chắn còn có hành động tiếp theo. Trong hơn nghìn năm qua, cửu tinh tranh bá của Lăng Tiêu Kiếm Các chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Một người chết không có khả năng xuất hiện lại giấy lên sóng gió kinh hoàng như thế. Có người phức tạp, cũng có người không phức tạp, chỉ có một loại biểu cảm đó là vô cùng khó coi. Khuôn mặt già nua của Bạch Đình cực kỳ u ám, ông ta lạnh giọng quát, Lâm Nhất. Nếu ngươi dám tiếp tục làm càn thì đừng trách ta ra tay với ngươi. Soạt. Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sát khí rét lạnh quanh quẩn dưới chân núi Lăng Tiêu Kiếm Các. Lạc Phong đứng bên cạnh Hân Nghiên, trong mắt thoáng qua vẻ trào phúng, ông ta cười khẩy, nếu có thể ra tay, lão già này đã sớm ra tay rồi, thời gian trên sàn đấu võ chưa hết thì không ai có thể lên đó được. Quy tắc trên sàn đấu võ đã được quyết định từ hơn nghìn năm trước. Ngay cả khi Bạch Đình là người chủ trì và có quyền hạn cao nhất cũng không thay đổi được quy định của tổ tiên. Nếu nén hương ngưng thần to bằng ngón út kia chưa cháy hết, người ngoài không thể lên sàn đấu võ. Tất nhiên là ngoại trừ người có ngọc bội 9 sao, Bạch Đình chỉ đe dọa chứ cũng chẳng có cách nào khác. Làm càn, xin hỏi Bạch trưởng lão, ta làm càn chỗ nào? Lâm Nhất không hề sợ hãi, lạnh lùng hỏi ngược lại. Bạch Đình trầm giọng, ngươi làm rối loạn cửu tinh tranh bá. Còn ra tay đối phó đồng môn và đánh bị thương nhiều người như vậy, người vẫn chưa đủ làm càn sao? Ông bị mù à, mấy nghìn người ở đây đều thấy rõ là do đám Hàn Mạc và Hàn Phong ra tay với ta trước, ta làm sai chỗ nào? Lâm Nhất không hề khách sáo với ông ta, muốn đổ thừa cho hắn à,
không có cửa đâu. Tiểu tử này thật to gan. Không ngờ hắn dám mắng thẳng vào mặt Bạch Đình trưởng lão, ông ấy là trưởng lão nội tông hàng thật giá thật đấy. Ha ha, cửu tinh tranh bá năm nay thật thú vị, may mà ta có đến, nếu không đã bỏ lỡ một vở kịch hay. Đúng đó, người mới bây giờ thật ngông cuồng, e rằng sau này Lăng Tiêu kiếm các không yên ắng được nữa rồi. Những lời của Lâm Nhất lập tức gây xôn xao, rất nhiều lời bàn tán phát ra từ miệng các đệ tử thâm niên. Nét mặt Bạch Đình càng trở nên khó coi hơn, không lời nào có thể diễn tả được cơn giận trong lòng ông ta. Vương Diễm đứng bên cạnh lạnh mặt, hiển nhiên hắn ta cũng không ngờ Lâm Nhất sẽ to gan như thế. Bạch Đình trưởng lão lên tiếng cũng vô dụng. Ta sẽ tạm gác chuyện trên sàn đấu võ sang một bên, nhưng việc ngươi giết bốn ứng viên hạt giống danh ngạch trong rừng rậm u ám đều có đủ nhân chứng và vật chứng. Ngươi tha cho Vương Ninh, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, xử phạt nhẹ cho ngươi. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến xác thật không phải Lâm Nhất ra tay trước trên sàn đấu võ. Hơn nữa trong cửu tinh tranh bá, người mới đánh nhau cũng là chuyện vô cùng bình thường. Bạch Đình không bắt chẹt được Lâm Nhất, đành phải thay đổi sách lược. Việc cấp bách trước mắt chính là bảo vệ Vương Ninh. Trên thực tế thì những nhân tài cảnh giới huyền võ khác trên sàn đấu đều đã chết, tuy cũng có ảnh hưởng nhưng không quan trọng bằng Vương Ninh. Vương Ninh là con cháu dòng chính của Vương gia, một khi hắn ta chết sẽ có hậu quả cực kỳ phiền phức. Xử phạt nhẹ. Lâm Nhất bật cười, ngoắc tay bảo, Vô Ưu, để đi hỏi Lãnh Mạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong rừng rậm u ám. Lý Vô Ưu cười lạnh, đi vài bước đã tới trước mặt Lãnh Mạch. Phụt, hắn ta rút thanh trường thương cắm trước ngực Lãnh Mạch ra, máu lập tức bắn tung tóe. Lý Vô Ưu vừa kéo đối phương dậy, vừa trầm giọng, trước mặt mọi người, người hãy nói thật đi, rốt cuộc bốn ứng viên hạt giống danh ngạch trong rừng rậm u ám đã chết như thế nào. Mặt mũi Lãnh Mạch tái nhợt, hắn ta ho khan vài tiếng, đưa mắt nhìn Vương Diễm đang đứng cạnh Bạch Đình. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, Lãnh Mạch thầm rùng mình, trong mắt lóe lên vẻ quật cường, cắn răng không trả lời. Không nói đúng không, vậy ta sẽ cắm lại giúp ngươi. Lý Vô Ưu đá vào đầu gối Lãnh Mạch, làm bộ định đâm trường thương vào lỗ máu trên ngực hắn ta. Lãnh Mạch hoảng sợ, vừa rồi hắn ta bị ghim trên mặt đất đã nửa chết nửa sống. Nếu bị ghim thêm lần nữa, hắn ta chắc chắn sẽ chết. Lãnh Mạch xua tay nói, ta nói, là nhị thiếu gia có thù cũ với Lâm Nhất, ra lệnh chúng ta vừa vào rừng rậm u ám thì ra tay với Lâm Nhất ngay. Hắn nói Lâm Nhất là một tên phế võ hồn, sau khi giết hắn ta, mọi trách nhiệm sẽ do Vương gia gánh vác. Dù giọng Lãnh Mạch rất nhỏ, nhưng mấy nghìn người có mặt ở đây thấp nhất cũng đã đả thông lục khiếu. Họ nghe rất rõ từng câu từng chữ. Hân Nghiên cau mày, mắng, bọn chó Vương gia này thật to gan. Trên sàn đấu võ, Lâm Nhất vẫy tay, táng hoa kiếm trước ngực Hoàng Phủ Tịnh Hiên được rút về từ xa. Phù! Hoàng Phủ Tịnh Hiên quỳ một gối trên mặt đất. Mặt mày tím tái, thở phào một hơi. Lâm Nhất không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Tịnh Hiên, hàm ý trong ánh mắt ấy không cần nói cũng đủ hiểu. Vèo. Chương 452, chết đi. Mấy nghìn ánh mắt dưới sàn đấu lập tức đổ dồn vào Hoàng Phủ Tịnh Hiên, họ không biết Lâm Nhất định làm gì. Hoàng Phủ Tịnh Hiên cười khổ, biết rõ Lâm Nhất muốn hắn ta nói gì, cúi đầu đáp, trong rừng rậm u ám. Vương Ninh đã hứa sẽ cho mỗi người chúng ta 10 viên đại huyền đan và 100 viên linh ngọc cửu phẩm, yêu cầu chúng ta đồng loạt ra tay với Lâm Nhất. Mọi người xung quanh trở nên xôn xao, thảo nào nhóm nhân tài cảnh giới huyền võ này lại tự dưng ra tay với Lâm Nhất, dù họ chẳng có thủ oán gì cả. Hóa ra là bị Vương Ninh mua chuộc. Lần lượt từng ánh mắt tập trung vào Lâm Nhất. Nếu nhớ không lầm thì lúc đó hắn hẳn chỉ mới có tu vi tiên thiên ngũ khiếu. 10 nhân tài cảnh giới huyền võ bày ra thiên la địa võng, hắn vẫn còn sống đúng thật là một kỳ tích. Bạch trưởng lão, ông còn lời nào muốn nói không? Lâm Nhất nhìn đối phương, lạnh giọng hỏi. Vương Ninh muốn giết hắn, nhưng hắn ta không thể tùy ý đổ tội cho hắn, dù thế nào hắn cũng phải nói rõ nỗi oan ức mà Lý Vô Ưu và hắn phải chịu trước mặt mọi người. Thả người. Bạch Đình nghiến răng thốt ra hai chữ. Lâm Nhất lạnh giọng, ông nói thả thì ta phải thả à? Lúc thằng chó này dồn hai chúng ta vào đường cùng trong rừng rậm u ám, sao ông không xuất hiện? Câm miệng cho lão phu. Bạch Đình tức giận mắng, tên khốn nhà ngươi là cái thá gì? Tông môn giao toàn quyền phụ trách mọi việc ở đây cho ta, một tên phế võ hồn như ngươi còn không bằng một con chó, lão phu bảo ngươi thả thì thả ngay. Chuyện của Vương Ninh, ta sẽ tự xử trí công bằng.
Ha ha ha. Lâm Nhất cười ầm lên, hay cho câu xử trí công bằng, nhưng sự công bằng này chỉ dành cho Vương Ninh chứ không dành cho Lâm Nhất ta. Hôm nay ta không giết Vương Ninh thì thật có lỗi với thanh kiếm trong tay ta, với huynh đệ của ta và huyết long mã. Dứt lời, thanh kiếm trong tay hắn chém mạnh xuống. Phụt. Mũi kiếm đâm vào ngực, xuyên qua cả trái tim, thân kiếm tràn ngập kiếm ý vô tận. Tiếng leng keng không ngừng vang vọng, thân kiếm rung lên, đó là sự sắc bén của kiếm giả, quyết chí tiến lên, không bao giờ lùi. Đúng sai đã rõ, nếu đã cùng đường thì quyết không cúi đầu. Hai mắt Vương Ninh trợn to, khoảnh khắc bị đâm xuyên tim, hắn ta liền tắt thở. Đến khi chết, Vương Ninh cũng không ngờ được Lâm Nhất lại dám giết mình ngay trước mặt Bạch Đình trưởng lão và đại ca. Hắn ta còn chưa nghĩ rõ ràng đã tắt thở. Chết rồi. Con cháu dòng chính của Vương gia, Bạch Đình trưởng lão yêu cầu thả người, thế mà Lâm Nhất nói giết là giết ngay, không chần chừ chút nào. Trên sàn đấu võ, Hoàng Phủ Tĩnh Hiên cảm thấy tim chợt lạnh, Lâm Nhất đã nương tay với hắn ta. Nếu Lâm Nhất muốn giết hắn ta, có lẽ chỉ dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ vậy, hắn ta không kìm được sợ hãi. Tất cả mọi người ngoài sàn đấu võ đều hít vào một hơi, không phản ứng kịp. Soạt! Vào lúc này, sàn đấu võ chợt lóe sáng, lớp màn ánh sáng màu lam biến mất, cửu tinh tranh bá đã hết thời gian. Chết đi! Một tiếng hét như cuồng lôi vang lên, trên người Vương Diễm bùng nổ sát khí. 9 tia sáng vàng tỏa ra từ Vương Diễm, võ hồn ma văn hổ cấp hoàng cửu phẩm lập tức được triệu hồi. Sát khí ngút trời trên người hắn ta sinh ra một tia khí yêu sát táo bạo, uy áp như núi. Vương Diễm cực kỳ phẫn nộ, vung kiếm xông tới. Tu vi cảnh giới huyền võ lục trọng làm cho chiêu kiếm này của hắn ta trở nên vô cùng đáng sợ, nháy mắt đã lao tới trước mặt Lâm Nhất, chém mạnh xuống. Keng! Trong tích tắc, Lâm Nhất rút táng hoa kiếm đỡ nhát kiếm đáng sợ này. Phụt! Nhưng trước sự chênh lệch tu vi cực lớn, nhát kiếm này khiến Lâm Nhất hộc máu văng ra xa. Không hề có sức chống đỡ, lục phủ ngũ tạng đều bị nứt ra. Hô! Một chiêu làm Lâm Nhất trọng thương, võ hồn yêu thú ma văn hổ sau lưng Vương Diễm điên cuồng bổ nhào về phía hắn. Nguy hiểm! Dưới sàn đấu lập tức vang lên tiếng kêu sợ hãi. Lâm Nhất đã bị trọng thương, nếu còn bị yêu thú ma văn hổ bắt chúng thì hắn nhất định sẽ chết. Không ai ngờ được Vương Diễm luôn nhẫn nhịn bấy lâu nay lại quyết đoán như thế. Hương ngưng thần vừa cháy hết. Người ngoài chưa kịp phản ứng, hắn ta đã lao nhanh tới định giết Lâm Nhất. Quá nhanh, nhanh đến mức khiến người khác khó có thể ra tay cứu giúp. Nhưng lúc này, ánh sáng vàng trên người Lâm Nhất ngưng tụ lại, một tia sáng vàng tỏa ra, tiếp đến lại thêm một tia sáng vàng khác, vô cùng chói mắt. Tia sáng này còn rực rỡ hơn của Vương Diễm, nó như kim quang, cực kỳ lóa mắt. Cứ liên tiếp như thế, trong cơ thể Lâm Nhất tỏa ra tổng cộng 8 tia sáng vàng. Ngay sau đó có một tiếng gầm cuồng bạo vang lên, gió mây hỗn loạn, trời đất mất màu, như thể có hung hồn tuyệt thế sắp xuất hiện. Chương 453, hung hồn thái cổ. Khi 8 tia sáng như kim quang đồng loạt nở rộ, sau lưng hắn dần dần hiện ra một hư ảnh. Hư ảnh kia cao đến 10 trượng, uốn lượn bay lên, nó chỉ có một đôi mắt đỏ vàng sáng như đuốc. Võ hồn. Chẳng phải nói Lâm Nhất là phế võ hồn, không thể triệu hồi võ hồn sao? Trời ạ, loại võ hồn gì đây, vừa triệu hồi đã cao đến 10 trượng. Vẫn chưa ngưng tụ thành hình, chắc hẳn võ hồn này mới được sinh ra không lâu. 8 tia hoàng quang, vừa sinh đã cấp hoàng bát phẩm. Dù là hoàng quang lóa mắt hơn Vương Diễm hay chiều cao của hư ảnh võ hồn này đều khiến người ta kinh ngạc. Khi ma văn hổ sắp bổ nhào tới, hư ảnh này dần trở nên rõ ràng. Mặt người, thân rồng với hai chiếc sừng rồng trên trán, hàm râu rồng rậm rạp trắng như tuyết. Cơ thể hệt rồng, có cả vảy lẫn móng vuốt, toàn thân đỏ như máu, tràn ngập khí tức cổ xưa, vừa kỳ dị vừa tà quái. Đây là loại võ hồn gì? Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Hân Nghiên, có thể nhìn ra được lai lịch của võ hồn này không nhỏ, nhưng lại có phần vượt quá tầm hiểu biết của cô ta. Trong mắt Lạc Phong đang đứng bên cạnh cũng tràn ngập chấn động, ông ta suy tư nói là Trúc Long. Vào thời cổ đại, vị thần Trung Sơn có tên là Trúc Long, ông mở mắt ra là ban ngày. Nhắm mắt lại là ban đêm, thở ra hơi lạnh là mùa đông, thở ra hơi nóng là mùa hạ. Ông không ăn không uống cũng không hô hấp, mặt người, thân rồng, có vảy và móng vuốt, toàn thân đỏ như máu. Giờ ta đã hiểu tại sao tiểu tử này mãi không chịu triệu hồi võ hồn, đây rõ ràng là một hung hồn thái cổ, tiềm năng vô hạn, một khi trưởng thành sẽ rất đáng sợ. Nếu thực lực không đủ, bị bại lộ sớm sẽ gặp nguy hiểm.
Bùm! Sau khi Trúc Long hiện rõ hoàn toàn, nó đảo mắt nhìn sang. Trước ánh nhìn chằm chằm của nó, Ma Văn Hổ run bần bật, lập tức dừng lại. Hung hồn tỏa ra khí tức cổ xưa, điên cuồng lao tới hất văng Ma Văn Hổ lên không trung. Với một cú xé mạnh bạo bằng cả hai móng vuốt, võ hồn Ma Văn Hổ cấp hoàng cửu phẩm bị xé thành hai nửa ngay tại chỗ. Nó biến thành hai tia sáng hỗn loạn trốn vào trong cơ thể Vương Diễm, khóe miệng hắn ta chảy máu, mặt mũi trắng bệch, hiển nhiên đã bị thương nặng. Nhưng dù sao Vương Diễm cũng có tu vi cảnh giới huyền võ lục trọng đáng sợ, hắn ta cố sức cầm kiếm xông về phía Lâm Nhất. Dừng tay! Hân Tuyệt như một thanh trường kiếm mạnh không ai đỡ được, lao nhanh tới trước mặt Lâm Nhất đang nằm dưới đất không dậy nổi. Y giơ tay lên tung một trường. Vương Diễm hộc máu, bị đánh văng ra khỏi sàn đấu võ, sau khi ngã xuống đất, vẻ mặt hắn ta cực kỳ khó coi. Vương Diễm, nếu ngươi còn dám tiến lên một bước thì đừng trách ta không khách sáo. Hân Tuyệt lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Diễm, ý tứ cảnh cáo trong lời nói của y vô cùng rõ ràng. Vương Diễm phẫn nộ nhìn Lâm Nhất đang giãy giụa đứng lên, biết mình không còn cơ hội giết Lâm Nhất nữa. Hắn ta nhìn về phía võ hồn Trúc Long đang chậm rãi trở lại trong cơ thể Lâm Nhất với vẻ mặt đầy chấn động, đây sao có thể là phế võ hồn. Bạch Đình loạng choạng suýt ngã, sợ đến mức luống cuống tay chân. Người chống lưng lớn nhất của ông ta luôn khẳng định Lâm Nhất là phế võ hồn. Chỉ cần là phế võ hồn thì hắn không hề có giá trị, dù cho ông ta không màng thân phận ra tay giết cũng không ai dám nói gì. Nhưng bây giờ thì không dễ giải quyết. Ngươi là... Lâm Nhất nhìn thanh niên trước mặt với vẻ mặt nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Nếu không nhờ thanh niên này ra tay, ngay cả khi Trúc Long đã đánh Ma Văn Hổ lùi lại, hắn cũng khó cản được một kiếm của Vương Diễm. Hiện tại lục phủ ngũ tạng của hắn đều đã vỡ nát, chân nguyên toàn thân bị đánh tan, không còn sức chiến đấu. Mà Vương Diễm lại có tu vi khá đáng sợ. Hắn ta cao hơn hắn tận 6 cảnh giới nhỏ, chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Nếu không nhờ thể xác cứng rắn của hắn cùng với kiếm ý trong người, có lẽ nhát kiếm vừa rồi đã giết chết hắn. Giống như hắn có thể dễ dàng giết Lãnh Mạch, Vương Diễm cũng có thể giết được hắn một cách dễ dàng. Hân Tuyệt xoay người lại, ta là đại ca của Hân Nghiên, Hân Tuyệt. Lâm Nhất sửng sốt, chẳng trách hai người có nhiều điểm giống nhau như vậy. Thì ra là huynh muội ruột. Bịch bịch bịch. Hân Nghiên và Lạc Phong nhanh chóng lên sàn đấu võ rồi đi tới bên cạnh Lâm Nhất. Tiểu tử, lúc trước ngươi làm ta lo lắng muốn chết, không ngờ sau khi ra ngoài vẫn không làm ta bớt lo được. Hân Nghiên cười nói, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt cô ta. Các ngươi lên đó làm gì? Đi xuống cho ta. Không đợi hai người nói chuyện, Bạch Đình đã sầm mặt, lớn tiếng quát với khí thế hùng hổ của người chấp sự. Lâm Nhất là kiếm nô mà lại ỷ thế hiếp người, làm nhiều đồng môn bị thương, còn giết Vương Ninh ngay trước mặt mọi người, vi phạm nội quy của chúng ta. Hiện tại bản trưởng lão tuyên bố tước bỏ thân phận người mới kiếm tông của Lâm Nhất, bắt hắn lại cho ta. Ai dám ra tay? Lạc Phong hét lớn một tiếng, lạnh mặt nhìn về phía các chấp sự. Những chấp sự kia nhìn nhau, không dám xông lên. Lạc Phong và Bạch Đình đều là trưởng lão nội tông, cấp bậc cao hơn những chấp sự như họ nhiều. Nhưng lúc này Bạch Đình là người chủ trì cuộc thí luyện, các chấp sự ở đây đều phải nghe theo lệnh của ông ta. Nhưng họ cũng không có gan đắc tội Lạc Phong. Lạc Phong, ông dám can thiệp vào chuyện của ta à? Chương 454, chấp kiếm đường. Vẻ mặt Bạch Đình lạnh lẽo, ông ta định bất chấp tất cả, lúc này phải bắt Lâm Nhất lại để làm bằng chứng cho vụ giết Vương Ninh. Trước hết cứ giam hắn lại rồi tính sau, không thể để hắn có cơ hội ra mặt. Cửu tinh tranh bá do ông quản lý, ta không can thiệp được, nhưng Lâm Nhất vượt qua rừng rậm u ám thì đã là đệ tử kiếm các, không tới lượt ông tước thân phận của hắn. Nếu đổi thành trước đó, Lạc Phong sẽ không dám đắc tội Bạch Đình vì Lâm Nhất. Nhưng lúc này Lâm Nhất triệu hồi ra hung hồn thái cổ ngay trước mặt mọi người, còn mang trong mình kiếm ý hoàn chỉnh. Yêu nghiệt như thế, dù có giết con cháu dòng chính của vương gia cũng đáng được bảo vệ. Nhiều khi đúng sai cũng không quan trọng lắm. Dù sao tông môn cũng là nơi chú trọng lợi ích. Một yêu nghiệt có tiềm năng như vậy, Lạc Phong tự tin dám bảo vệ Lâm Nhất. Bạch Đình lạnh lùng cười, ta biết ông đang nghĩ gì, nhưng tiểu tử này giết người ngay trước mặt mọi người trong cửu tinh tranh bá, thậm chí còn dám chống đối ta. Một kẻ phản nghịch bất đạo như thế, hơn nghìn năm qua Lăng Tiêu kiếm các ta chưa từng có. Hôm nay ta nhất định phải tước thân phận đệ tử kiếm các của hắn, nếu không thì còn thể thống gì nữa. Thế chẳng phải sau này ai cũng có thể giết người ở kiếm các à? Nội quy tông môn ở đâu?
Lạc Phong không hề nhân nhượng, lạnh lùng tiếp lời, Vương Ninh đã suýt giết chết Lâm Nhất trong rừng rậm u ám, sao ông không quan tâm? Có ta ở đây, hôm nay đừng ai hòng tước thân phận của hắn. Thấy vậy, Bạch Đình cười nham hiểm chỉ vào Lạc Phong, tốt, tốt, tốt lắm. Để ta xem lát nữa ông còn cười được không, ta đã phái người tới chấp kiếm đường. Để ta xem ai dám bảo vệ một tên người mới giết con cháu dòng chính của vương gia. Chấp kiếm đường. Hân Nhiên biến sắc, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Chấp kiếm đường nổi tiếng hà khắc và tàn nhẫn, hết mực gìn giữ tông quy, xử phạt không chút nương tay. Bao năm qua, kẻ nào dám vi phạm tông quy đều không có ngoại lệ, không ai có kết cục tốt. Suy cho cùng Lâm Nhất vẫn giết người, đây là điều bị cấm tuyệt đối trong tông môn. Nếu không sau này mọi người đều không tuân thủ quy định, thế thì cửu tinh tranh bá sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Vừa nghĩ tới đây, Hân Nhiên không khỏi hoảng loạn, ngược lại Hân Tuyệt tỏ ra rất bình tĩnh. Lạc Phong cười an ủi, đừng lo lắng, đợi lát nữa xem kịch vui. Không lâu sau, một chấp sự trẻ tuổi thở hồng hộc chạy tới, nhưng hắn ta chỉ có một mình, không có trưởng lão chấp kiếm đi theo. Vương Diễm cau mày, trưởng lão chấp kiếm đâu? Đệ ta đã chết, chuyện lớn thế này mà sao không có trưởng lão chấp kiếm nào đến hết vậy? Vẻ mặt tên chấp sự kia hơi khó coi, hắn ta nhìn Bạch Đình, chắp tay nói, chấp kiếm đường bảo cửu tinh tranh bá do Bạch Đình trưởng lão chủ trì. Vậy nên họ không cần ra mặt, mọi việc ở đây đều giao cho Bạch trưởng lão giải quyết. Nghe vậy, Bạch Đình lập tức nở nụ cười, trưởng lão chấp kiếm không đến nhưng ý họ là mọi việc đều giao cho ông ta giải quyết. Lạc Phong chau mày, hơi khó hiểu, ngay khi ông ta đang nghi hoặc thì chấp sự trẻ tuổi ấp úng nói tiếp, chấp kiếm đường còn nói. Còn nói cái gì? Còn nói chuyện dòng chính của vương gia chết trong cửu tinh tranh bá, Bạch Đình trưởng lão là chủ sự không thể đổ cho người khác, phải chịu trách nhiệm. Tội của Lâm Nhất không thể tha, nhưng hắn trẻ tuổi nóng tính, có thể thông cảm, Bạch Đình trưởng lão cứ xem xét tình hình mà xử trí. Phụt! Vừa dứt lời, Vương Diễm đã tức tới mức hộc máu, trẻ tuổi nóng tính, có thể thông cảm. Nói kiểu gì thế này? Không ngờ chấp kiếm đường lại thiên vị Lâm Nhất như thế. Nụ cười trên mặt Bạch Đình còn chưa biến mất, ông ta đã há hốc mồm, Vương Ninh bị Lâm Nhất giết, chấp kiếm đường lại muốn ông ta chịu trách nhiệm. Thảo nào đám người này không chịu ra mặt, rõ ràng họ muốn ông ta chịu trách nhiệm chuyện này đây mà. Dưới chân núi, các đệ tử thâm niên khác đều cười thầm. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, tuy vương gia thuộc tứ đại tông tộc, nội tình thâm hậu, có thực lực lớn mạnh ở đế quốc. Nhưng dù sao Lăng Tiêu Kiếm Các cũng là tông môn tách biệt đế quốc, họ không sợ vương gia. Nếu Lâm Nhất thật sự là phế võ hồn, có lẽ họ sẽ giao hắn cho vương gia xử trí. Nhưng với tiềm năng mà hắn thể hiện, dù là võ hồn, căn cốt hay cảm ngộ kiếm đạo đều rất tốt, hoàn toàn có khả năng trưởng thành thành một yêu nghiệt. Nhân tài kiệt xuất cỡ này mà không bảo vệ được thì sau này còn tuyển người kiểu gì? Dù có tức tối thế nào đi nữa, ông ta cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của Vương Ninh. Xử trí thế nào thì Bạch Đình trưởng lão chỉ cần nói một câu thôi, đứng ngây ra đó làm gì, Lạc Phong trưởng lão cười nhạt. Mặt Bạch Đình tái mét như màu gan lợn, ông ta nghiến răng. Bạch Đình hổ thẹn với lòng tín nhiệm của tông môn, để dòng chính của vương gia chết trong cửu tinh tranh bá, Bạch Mỗ sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm. Giọng ông ta không ngừng run rẩy, trong lòng đã sớm mắng té tát. Cái chết của Vương Ninh chẳng liên quan gì đến ông ta. Nhưng chấp kiếm đường lại khẳng định do ông ta giám sát không khắt khe. Ông ta cũng không thể phản bác, chỉ có thể cố nuốt nỗi cay đắng này xuống. Nếu ông ta không thức thời, đắc tội cả chấp kiếm đường thì sau này ông ta sẽ không còn chỗ đứng trong kiếm các. Nhưng Lâm Nhất đã phạm một sai lầm lớn ngay trước mặt mọi người, nếu không trừng phạt cũng khó có thể thuyết phục người khác. Lạc Phong và Hân Nhiên đều khá căng thẳng, nếu lão già này không thức thời, còn bất chấp đuổi Lâm Nhất ra khỏi tông môn thì thật sự hơi khó giải quyết. Bạch Đình phẫn nộ nhìn Lâm Nhất, trầm giọng nói, phạt Lâm Nhất vào Thảo Mộc Phong làm tạp vụ 3 tháng, Lý Vô Ưu là đồng lõa cũng vào cùng. Ông ta vừa dứt lời, Lạc Phong và Hân Nhiên đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Bạch Đình vẫn không dám làm trái ý chấp kiếm đường. Giết một người không bị tước thân phận hay bị giam vào đại lao, chỉ làm tạp vụ 3 tháng chẳng khác gì gãi ngứa. Chương 455, Thảo Mộc Phong. Lâm Nhất, ta sẽ phạt ngươi vào Thảo Mộc Phong làm tạp vụ 3 tháng, ngươi có bất mãn gì không? Bạch Đình lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, trầm giọng hỏi. Lâm Nhất thản nhiên cười, có gì phải bất mãn, Lâm Mỗ bằng lòng chấp nhận hình phạt này. Hắn giết Vương Ninh ngay trước mặt mọi người, chẳng những không bị tước thân phận,
bị đuổi ra khỏi Lăng Tiêu kiếm các mà còn đẩy tội này cho Bạch Đình. Không giết được ông ta thì cũng có thể làm ông ta tức chết, sao Lâm Nhất có thể bất mãn? Lý Vô Ưu. Bạch Đình rời mắt nhìn sang nhưng không thấy Lý Vô Ưu, bèn lặp lại lần nữa. Hi hi, đến rồi đây. Hóa ra tiểu tử này đang đi nhặt hết những viên linh ngọc rơi rải rác trên sàn đấu võ. Cảnh tượng này làm cho người ta không nhịn được bật cười. Cuộc tranh chấp nghìn năm qua chưa từng thấy đã khiến mọi người chấn động, Lý Vô Ưu là đương sự trong cuộc tranh chấp này mà lại như người không liên quan, còn có tâm trạng đi nhặt linh ngọc cửu phẩm. Nhưng nhìn đống linh ngọc cửu phẩm rải rác trên mặt đất, có khoảng 6-70 viên, quả thật không ít. Là đồng phạm, người có bất mãn gì không? Bạch Đình rất tức giận, lớn tiếng hỏi. Đại ca đi đâu thì ta theo đó, sống ở đâu chẳng như nhau. Lý Vô Ưu bĩu môi, không để ý cười đáp. Hân Nhiên che miệng cười, tiểu Lý Tử thật nghĩa khí, càng nhìn càng thấy thích. Điếc không sợ súng. Bạch Đình khịt mũi, mặc áo tù cho họ, lập tức áp giải đến Thảo Mộc Phong. Nếu hai người các ngươi không nghe lệnh, lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn. Hai tên chấp sự đi tới chia nhau ra mặc áo tù màu trắng cho hai người, cả mặt trước và mặt sau của áo đều có chữ tội rất to. Áo tù vốn chỉ có người phạm lỗi và bị phạt mới mặc. Nhưng hai người không kiêu căng cũng không tự ti, khoác lên mình chiếc áo tù nhưng không hề cảm thấy nhục nhã, đặc biệt là Lý Vô Ưu, hắn ta còn cười tủm tỉm đánh giá chiếc áo này, trông hơi vênh váo. Giống áo tù chỗ nào, dáng vẻ đó quả thật còn oai phong hơn mặc hoàng bào. Đi theo ta. Chấp sự lạnh lùng nhìn hai người nói. Đợi một lát, ta nói vài câu với Hân Nhiên tỷ đã. Lý Vô Ưu xua tay, nhìn về phía đám người Lịch Khiếu Thiên đi theo bên cạnh Hân Nhiên. Hân Nhiên tỷ, tốt nhất tỷ đừng nên giữ tên này bên mình, nói không chừng ngày nào đó hắn ta sẽ cắn ngược lại tỷ đấy. Cả đám Lịch Khiếu Thiên lập tức tái mặt, vô cùng hoảng loạn. Sao vậy? Hân Nhiên hơi khó hiểu. Lý Vô Ưu cười khẩy, ta và đại ca liều chết cứu đám vong ân bội nghĩa này khỏi bầy sói, kết quả khi chúng ta cùng đường bí lối, bọn họ đừng nói là ra mặt giúp đỡ, ngay cả nói cũng không dám nói, chỉ thờ ơ đứng đó nhìn. Lúc đó vì cứu tên này, hắn ta đã bị Thiết Cốt Lang Vương cào một phát, suýt chút nữa mất mạng. Hắn ta không định bỏ qua cho kẻ vong ân bội nghĩa này. Vẻ mặt Hân Nhiên lập tức trở nên lạnh lẽo, quay sang hỏi Lâm Nhất, chuyện này có thật không? Lâm Nhất gật đầu, đưa mắt lườm Lịch Khiếu Thiên, mặt không cảm xúc, tốt nhất đừng giữ loại người này bên mình. Kẻ bất nghĩa, dù thiên phú có tốt đi nữa thì giữ lại cũng chỉ là tai họa thôi. Phịch, cả đám Lịch Khiếu Thiên quỳ rạp xuống đất cầu xin, sư tỷ, xin hãy cho chúng ta thêm một cơ hội. Cút đi, từ nay về sau, các ngươi ở Lăng Tiêu kiếm các không còn quan hệ gì với ta nữa. Hân Nhiên rất tức giận, chỉ hận mình đã nhìn lầm người, còn cho một đám vong ân bội nghĩa danh ngạch hạt giống. Đám người Lịch Khiếu Thiên lập tức mặt xám như cho tàn. Có câu này của Hân Nhiên, sau này dù họ theo ai cũng không bao giờ có ngày ngóc đầu lên nổi ở Lăng Tiêu kiếm các. Đi thôi, đừng lề mề nữa. Hai tên chấp sự lạnh mặt dục Lâm Nhất và Lý Vô Ưu. Món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với hai người các ngươi. Vẻ mặt Vương Diễm cực kỳ âm u, hắn ta phẫn nộ bẻ gãy thanh kiếm trong tay. Mảnh vỡ văng ra làm tay hắn ta không ngừng chảy máu, thoạt nhìn rất đáng sợ. Nói xong, hắn ta lặng lẽ quay lưng bỏ đi, không thèm đếm xỉa đến ai cả. Ngươi có sợ không? Hai người đi theo sau chấp sự, Lâm Nhất nhẹ giọng hỏi. Lý Vô Ưu cười đáp, bản thiếu sẽ trở thành đệ nhất kiếm khách của nước Đại Tần, sao có thể sợ hắn ta? Nếu thật sự sợ thì ta đã không đá Vương Ninh ra ngoài. Trưởng lão, có cần nói một tiếng với bên Thảo Mộc Phong không? Làm tạp vụ ở đó sẽ rất cực khổ. Nhìn hai người bị áp giải đến Thảo Mộc Phong, Hân Tuyệt hỏi Lạc Phong trưởng lão. Không cần, để hai tiểu tử này chịu chút khổ cực cũng tốt. Lạc Phong trưởng lão mỉm cười từ chối. Hân Nhiên hơi lo lắng, thế còn vết thương trên người Lâm Nhất. Lạc Phong cười, vừa rồi ta đã âm thầm bắn cho hắn một viên đan dược. Hắn chỉ bị nội thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Bạch trưởng lão. Thành tích của chúng ta trong cửu tinh tranh bá sẽ tính thế nào? Một tên người mới bị bước xuống sàn đấu võ bất đắc dĩ nhìn Bạch Đình. Chúng ta cũng đi thôi, cứ để đống rắc rối này cho lão già kia giải quyết đi. Tâm trạng Lạc Phong đang rất tốt, ông ta dẫn Hân Nhiên và Hân Tuyệt rời đi. Nét mặt Bạch Đình không được tốt lắm, Lâm Nhất và Lý Vô Ưu đi rất dứt khoát, nhưng cửu tinh tranh bá đã cho ông ta một phiền phức khó giải quyết.
Hơn nghìn năm qua chưa từng có sóng gió như thế, tất cả đều do ông ta gây ra. Nếu biết trước thì ông ta đã không giành lại chuyện này từ tay Lạc Phong. Lăng Tiêu Kiếm Các nằm giữa một dãy núi hùng vĩ, hàng loạt cung điện và lầu các san sát nhau, linh khí đất trời dày đặc bao phủ khắp dãy núi. Những tòa nhà cổ kính, nguy nga nhiều không đếm xuể cho thấy rõ nội tình của tông môn. Lâm Nhất và Lý Vô Ưu bị áp giải đến Thảo Mộc Phong, chuyến này đi mất tận mấy canh giờ. Hai tên chấp sự đều là người của Bạch Đình, cả chặng đường họ sầm mặt, không nói lời nào. Lâm Nhất đang ngậm đan dược, nhắm mắt chữa thương khiến Lý Vô Ưu quen nói làm nhảm rất buồn chán. Mãi mới thấy Lâm Nhất mở mắt, Lý Vô Ưu vội vàng nói, đại ca, không ngờ võ hồn của huynh lại là Trúc Long, ngay cả ta mà cũng giấu, huynh thật quá đáng. Sắc mặt Lâm Nhất đã hồng hào hơn nhiều, viên đan dược mà Lạc trưởng lão cho hắn rất có hiệu quả. Nhát kiếm của Vương Diễm khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị vỡ nát, nhưng bây giờ gần như đã lành hẳn. Chương 456, ruộng thuốc số 9. Nghe Lý Vô Ưu hỏi vậy, hắn cũng có nỗi khổ khó nói. Không phải hắn cố ý che giấu, thực tế trước đây chính hắn cũng không biết gì về võ hồn Trúc Long. Cho đến khi lĩnh ngộ kiếm ý hoàn chỉnh, một sợi dây xích bị đứt gãy mới có bất ngờ này. Ngươi có biết gì về võ hồn Trúc Long này không? Lâm Nhất hỏi Lý Vô Ưu, thật ra hắn cũng không biết gì về võ hồn của mình, chỉ cảm thấy nó rất mạnh, có khí tức thái cổ cực kỳ hung hãn. Cũng biết một ít, nói chính xác hơn thì võ hồn Trúc Long cũng có thể phân vào nhóm yêu thú võ hồn. Nhưng yêu thú võ hồn cũng có phân chia mạnh yếu, như ma văn hổ của Vương Diễm cũng được coi là loại khá đáng sợ, nhưng so với Trúc Long thì nó chẳng là cái thá gì cả. Trúc Long đến từ thời thái cổ, tuy nó không phải loại thú mạnh nhất, không thể so sánh với những thần thú như Phượng Hoàng, Chu Tước, Kim Ô và Thanh Long, nhưng nó lại là hung thú thái cổ hàng thật giá thật, nổi tiếng hung ác và ngang ngược. Truyền thuyết kể rằng khi nó mở mắt ra, khu vực trong phạm vi 1 triệu dặm sẽ trở nên nóng như thiêu, chẳng khác nào hỏa ngục trần gian. Nhưng khi nó nhắm mắt lại, cả thế giới sẽ chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch, sương giá phủ mù nghìn dặm. Vào thời thái cổ, chỉ cần nó xuất hiện chắc chắn sẽ mang đến hàng loạt tai họa. Nhưng võ hồn của huynh bây giờ chỉ có thể được coi là hung hồn thái cổ, chắc chắn không phải bản thể. Nó chỉ dài khoảng 10 trượng, chưa đạt tới cấp bậc hung thú thái cổ. Nhưng huynh không cần vội, võ hồn cũng có thể chậm rãi trưởng thành, từ từ thức tỉnh, cuối cùng nhất định sẽ đạt đến cấp độ trong truyền thuyết. Lý Vô Ưu đã nhịn quá lâu nên vừa được hỏi, hắn ta liền nói một tràng. Hai tên chấp sự đi đằng trước cố ý đi chậm lại để lắng tai nghe, cả hai đều cực kỳ chấn động. Hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên họ nghe nói đến hung thú thái cổ Trúc Long. Họ cũng láng máng hiểu được tại sao lần này Bạch Đình trưởng lão lại chịu thiệt thòi lớn như vậy. Lâm Nhất kinh ngạc, không nhìn ra đấy, người biết nhiều thứ thật. Lý Vô Ưu gãi đầu, hì hì, nhờ hồi nhỏ đọc sách nhiều thôi. Ta cũng đã ôm đùi huynh trước rồi, sau này huynh có thăng quan tiến chức thì đừng quên tiểu đệ là được. Thăng quan tiến chức, tên chấp sự gầy nhom phía trước cười khẩy, hắn đắc tội Vương Diễm. Còn chưa biết có sống được qua mùa đông này hay không. Này này này, người nói kiểu gì thế, Lý Vô Ưu bất mãn. Đừng nói nhảm, đến Thảo Mộc Phong rồi. Các ngươi đợi ở đây, ta đi báo với người của Thảo Mộc Đường. Tên chấp sự khác khịt mũi, bay lên hướng thẳng về phía một tòa cung điện. Chỉ còn lại tên chấp sự gầy nhom trông giữ hai người họ, không để chạy trốn. Này, Giá Đỗ, Thảo Mộc Phong này làm gì vậy, người chưa nói cho chúng ta biết nữa. Lý Vô Ưu hỏi tên chấp sự gầy nhom. Giá Đỗ, người gọi ai là Giá Đỗ đó nhãi con? Tên chấp sự gầy nhom nổi giận, lạnh mặt mắng. Lý Vô Ưu cười nghiêm nghị, nhìn bộ dạng gầy nhom của ngươi kìa, gió thổi một phát là bay, khoảng cách giữa hai chân lớn tới mức lợn rừng cũng có thể chui qua chui lại mấy lần, đứng đây trông như cây xào tre, không phải Giá Đỗ thì là gì? Tên chấp sự gầy nhom tức tái mặt, đang định nổi cáu thì tên chấp sự áo lam khác đã quay lại. Phía sau hắn ta còn có một ông lão của Thảo Mộc Đường. Chấp sự áo lam chỉ vào hai người, Đường chấp sự, hai vị này là người mà Bạch Đình trưởng lão phó thác. Họ sẽ làm tạp vụ 3 tháng ở chỗ ngài, có việc gì nặng nhọc cứ sai họ, không cần băn khoăn. Ông lão Thảo Mộc Đường mở to đôi mắt híp nhìn hai người, gật đầu ta biết họ. Vậy chúng ta cáo từ trước. Hai tên chấp sự không ở lại, lập tức rời đi, nhưng họ có thể nghe láng máng tên chấp sự gầy nhom hỏi. Ngươi nói ta có giống Giá Đỗ không? Ai nói đấy? Ha ha, nhắc tới mới thấy cũng khá giống. Cút! Giọng họ không lớn lắm,
Lâm Nhất và Lý Vô Ưu đều không nhịn được cười. Lâm Nhất nhìn ông lão chấp sự, tiền bối, Thảo Mộc Đường này làm gì vậy? Chúng ta đến đây cần làm những gì? Đường chấp sự tỏ ra ngạc nhiên, họ không nói với các ngươi sao? Thật ra cũng không có gì, chỉ cần chăm sóc ruộng thuốc thôi. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến ruộng thuốc số 9. Trưởng lão, chúng ta đã phải đi đường rất vất vả, ông không dẫn chúng ta vào Thảo Mộc Đường ngồi một lát à? Lý Vô Ưu tha thiết nhìn tòa cung điện phía xa xa, cười khúc khích hỏi. Cung điện của Thảo Mộc Đường trông giản dị, không oai phong lắm. Bên trong nồng nặc mùi thuốc, đứng từ xa vẫn có thể ngửi được, Lý Vô Ưu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đường chấp sự cười thầm, hai tiểu tử này đang mặc áo tù mà như người không có việc gì, thật thú vị. Ông ta không để ý tới câu hỏi của Lý Vô Ưu, dẫn hai người đi thẳng đến ruộng thuốc. Những mảnh ruộng thuốc bát ngát, rộng đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Đứng ở đây có cảm giác mình như một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển cả mênh mông, cực kỳ nhỏ bé. Các mảnh ruộng được chia theo số thứ tự. Đinh Cửu. Sau khi nhìn thấy chiếc cọc gỗ viết hai chữ Đinh Cửu, đường chấp sự dừng lại. Một nhóm thanh niên mặc áo tù trông hung tợn bước ra từ căn nhà tranh bên cạnh. Tên cầm đầu có thân hình vạm vỡ, chiếc áo tù mặc trên người hắn ta như sắp bị rách ra. Ngưu Bính Thuận, hai người này sẽ bắt đầu làm tạp vụ ở ruộng thuốc số 9 kể từ ngày hôm nay, người phụ trách giao việc. Đường chấp sự nói rõ mục đích đến, bâng quơ hỏi thăm tình hình ruộng thuốc rồi để hai người họ ở lại đây. Chấp sự vừa đi, Ngưu Bính Thuận quan sát hai người rồi cười ác độc. Nhóm đệ tử mặc áo tù phía sau cũng cười nham hiểm, không có ý tốt. Lạch cạch. Một cây đòn gánh và hai chiếc thùng gỗ thối hoác được ném tới trước mặt hai người. Làm gì đó, Lý Vô Ưu nhíu mày hỏi. Ngưu Bính Thuận cười khà khà, nhìn không hiểu à. Vừa lúc có hai người đi, nhân lực không đủ, công cuộc gánh phân vĩ đại này giao cho các ngươi. Chương 457, bóc lột sức lao động. Gánh phân. Hai mắt Lý Vô Ưu lồi lên như cá vàng, không thể tin được đến Thảo Mộc Phong mình lại phải đi gánh phân. Lâm Nhất cũng nhíu mày. Nhìn diện tích ruộng thuốc Đinh Cửu hào rộng mênh mông không thấy bờ. Nếu đi gánh phân thì sẽ mệt đến mức nào? Sao, không muốn gánh phân? Ngưu Bính Thuận cười quái dị, thân hình cao hơn hai người một nửa tiến lên một bước. Khí thế trên người hắn ta bùng nổ, phóng thẳng về phía hai người. Cảnh giới huyền võ tam trọng. Lý Vô Ưu thầm kinh ngạc, không ngờ tên ngốc to con này lại có tu vi cao như thế. Ở Lăng Tiêu Kiếm Các, cảnh giới huyền võ tam trọng cũng được coi là đệ tử thâm niên. Tu vi cỡ này mà bị phạt đến Thảo Mộc Phong làm tạp vụ, rốt cuộc hắn ta đã làm gì? Nhìn mấy người sau lưng Ngưu Bính Thuật, họ cũng không có ý tốt, tất cả đều có tu vi rất cao, ít nhất cũng là đệ tử đã đột phá huyền quan. Đại ca, phải làm sao đây? Lý Vô Ưu hơi luống cuống, lặng lẽ lùi lại bên cạnh Lâm Nhất, hắn vẫn chưa đột phá huyền quan, hoàn toàn không phải đối thủ của Ngưu Bính Thuật. Huống hồ hắn ta còn có nhiều người giúp đỡ như vậy. Lâm Nhất bình tĩnh hỏi, ngoài việc gánh phân, chúng ta còn phải làm gì? Coi như người biết điều, ngoài việc gánh phân và tưới nước, các ngươi tiện thể giặt quần áo và rửa đồ lặt vặt giúp chúng ta. Nếu còn thời gian thì có thể nhổ cỏ, cuốc đất giúp các huynh đệ khác, nhanh nhẹn sẽ chịu ít khổ hơn. Ngưu Bính Thuận cao to vạm vỡ, khoanh tay trước ngực nói một tràng. Lâu lắm mới có người mới đến Thảo Mộc Phong, tất nhiên phải bóc lột hết sức. Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần sau. Vậy còn ngươi làm gì? Lâm Nhất nheo mắt cười khẽ. Ta, đương nhiên là giám sát các ngươi, ruộng thuốc này xảy ra chuyện gì đều do ta chịu trách nhiệm. Ngưu Bính Thuận cười khà khà, vênh váo hống hách. Đã hiểu, tức là không làm gì cả. Ha ha ha, đúng, Ngưu gia ta đây không làm gì cả. Ngưu Bính Thuận cười ha hả, đám người sau lưng hắn ta cũng cười ầm lên theo. Không phục à? Không phục cũng phải nhẫn nhịn cho ta. Dứt lời, Ngưu Bính Thuận giơ tay tung một chưởng về phía Lâm Nhất. Hắn ta đã nhìn ra hai tiểu tử này không chịu nghe lời, nhưng không sao cả, đã đến ruộng thuốc số 9 này thì quyền quyết định không còn nằm trong tay chúng, cứ đánh trước rồi nói sau. Vèo. Nhưng tay hắn ta vừa hạ xuống giữa chừng đã có một tia chớp nhoáng qua ngay trước mặt. Không phải tia chớp, là tay Lâm Nhất, nhưng vì ra tay quá nhanh nên chẳng khác nào tia chớp. Ngưu Bính Thuận chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị Lâm Nhất giữ chặt, ngón cái ấn mạnh vào cổ tay làm cho hắn ta la lên oai oái. Thân hình vạm vỡ trở nên mềm nhũn như chú cừu con. Một tiếng hét như lợn bị chọc tiết phát ra từ miệng hắn ta, đau. Đau, đau,
thả ra, ta không bắt ngươi đi gánh phân nữa. Bịch, Lâm Nhất buông tay, Ngưu Bính Thuận run rẩy, loạng choạng lùi lại mấy bước. Đại ca, nhóm đệ tử mặc áo tù đằng sau vội vàng đỡ hắn ta. Xông lên cho ta, đánh chết hắn. Ngưu Bính Thuận tức giận hét lớn, cả đám lập tức điên cuồng lao về phía Lâm Nhất. Hình như trong thảo mộc đường có lệnh cấm sử dụng kiếm nên họ chỉ đỏ mặt, tay không bừng bừng khí thế xông lên. So quyền thuật à? Lâm Nhất khẽ nhếch môi, lôi viêm chiến thể hoàn mỹ của hắn đã cao hơn một bậc sau khi đột phá huyền quan, hắn còn nắm giữ long hổ quyền. Với quyền pháp bá đạo có tiếng này, chỉ so quyền thuật, cả đám người này gộp lại cũng không đủ đánh thắng hắn. Bất diệt kim cương ấn. Toàn bộ tử diên hoa trong cơ thể đều nở rộ. Một nguồn năng lượng đáng sợ dâng lên giữa hai tay như núi lửa phun trào, hắn đột nhiên đánh ra khi đám người này sắp lao tới. Bùm! Sức mạnh cuồng bạo, ánh sáng lóe lên lập tức làm xáo trộn thế trận của hơn 10 người. Nhưng nó cũng không gây chấn thương quá lớn, dù sao tất cả họ đều đã đột phá huyền quan, không thể bị một chiêu bất diệt kim cương ấn đánh ngã. Nhưng mục đích của Lâm Nhất đã đạt được. Chỉ cần họ không xông lên cùng lúc, hắn đánh lần lượt từng tên một thì sẽ không có chút áp lực nào. Dấu ấn trong lòng bàn tay chưa biến mất, Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, đấm một phát vào tên vừa lao tới. Bốp, bốp, bốp. Dưới sự trợ giúp của Long Hổ Sinh Uy, khí thế trên người hắn điên cuồng tăng vọt. Quyền mang nổ tung, hổ thét rồng gầm, không ai có thể đỡ được một chiêu của hắn. Sau 7, 8 cú đấm, trên mặt đất đã có một đống người nằm kêu rên, những người còn lại sợ run bần bật, tất cả đều không dám xông lên, trốn sau lưng Ngưu Bính Thuận. Ngưu Bính Thuận nghiêm mặt, chân nguyên trong cơ thể chuyển động cuồn cuộn, ba sợi huyền mạch đều được kích hoạt. Khí thế trên người hắn ta có vẻ hùng hậu và nặng nề, mang lại cho người ta cảm giác choáng ngợp. Hôm nay không khiến ngươi quỳ xuống xin tha, ta cũng không cần phải ở lại ruộng thuốc đinh cửu hào này nữa. Ầm ầm. Nói xong, hắn ta lao nhanh về phía Lâm Nhất, khí thế trên người ùn ùn kéo đến, liên miên không dứt như núi cao. Lâm Nhất vừa đột phá huyền quan. Chưa ngưng tụ được sợi huyền mạch nào nên cảm thấy hơi áp lực. Tiểu tử này không phải hạng xoàng đâu. Chương 458, việc gánh phân giao cho ngươi. Lâm Nhất nhìn ra Ngưu Bính Thuận này cũng không phải kẻ vô dụng, thực lực thật sự không tầm thường. Dù là Hoàng Phủ Tĩnh Hiên cũng không thể đấu lại Ngưu Bính Thuận này. Đáng tiếc, hắn ta lại gặp phải Lâm Nhất, người nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh. Tiếng leng keng vang lên trong người Lâm Nhất, kiếm ý cuồn cuộn dâng trào. Rắc. Trong nháy mắt, khí thế hùng hậu nặng nề trên người Ngưu Bính Thuận lập tức bị kiếm ý hoàn chỉnh của Lâm Nhất đâm ra trăm nghìn lỗ hổng. Đợi đến khi Ngưu Bính Thuận cảm nhận được điều bất thường thì đã quá muộn, Lâm Nhất bay lên không trung. Long phi hổ khiêu. Tay trái của hắn vung lên tựa như một con rồng đang gào thét lao lên, chỉ một nắm đấm đã hoàn toàn phá vỡ khí thế vốn đã có trăm nghìn lỗ hổng của hắn ta. Tay phải trong tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chân nguyên ngưng tụ trên người, một đấm đánh ra, hổ gầm núi sông, vắt ngang sông lớn. Ngưu Bính Thuận phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cường tráng như một ngọn núi nhỏ ngã xuống đất, phát ra âm thanh vô cùng lớn. Kiếm ý hoàn chỉnh. Ngưu Bính Thuận giãy giụa đứng dậy, đưa tay che ngực, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Mấy người khác cũng rất hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất lại sử dụng kiếm ý hoàn chỉnh. Đại ca, ngồi đây đi ạ. Lý Vô Ưu lấy một cái ghế từ trong nhà lá ra, đi tới sau lưng Lâm Nhất, đặt ghế xuống. Lâm Nhất cũng không nhiều lời mà ngồi xuống luôn, hắn nhìn đám người đang kêu rên dưới đất, thản nhiên nói, đứng lên đi, đừng giả vờ nữa. Khi nãy ta chưa dốc hết toàn lực, vẫn chưa đến mức khiến các ngươi bị nội thương. Ai cũng đã đột phá huyền quan cả rồi, làm gì mà ốm yếu thế được. Mấy người ngã xuống đất lập tức hơi lúng túng, nhưng vẫn phủi bụi đất trên người. Sau khi giả vờ giả vịt một lát thì đều đứng lên hết. Ngưu Bính Thuận không nhìn được thầm mắng, một đám khốn kiếp, lúc gặp kẻ khó chơi thì chỉ biết giả chết. Nếu cùng nhau xông lên thì đâu đến lượt tên danh này ra oai chứ. Nhưng hắn ta cũng hiểu những người đi tới Thảo Mộc Phong này là loại người gì, hoàn toàn không thể trông chờ vào bọn họ được. Ngươi nói ta nghe xem rốt cuộc Thảo Mộc Phong này là một nơi thế nào. Lâm Nhất chỉ vào Ngưu Bính Thuận, bình thản hỏi. Khi thấy Lâm Nhất sử dụng kiếm ý hoàn chỉnh, Ngưu Bính Thuận đã biết mình không phải đối thủ của hắn. Trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn cắn răng đi qua. Sau khi giải thích một phen, Lâm Nhất và Lý Vô Ưu cũng đã hiểu Thảo Mộc Phong này có nhiệm vụ gì ở Lăng Tiêu Kiếm Các.
Lăng Tiêu Kiếm Các là một trong tứ đại siêu nhiên tông môn ở nước Đại Tần, chiếm giữ một vùng bảo địa phong thủy rộng lớn. Thảo Mộc Phong là ruộng thuốc được khai thác bên trong bảo địa phong thủy này, thuộc sự quản lý của Thảo Mộc Đường. Mà Thảo Mộc Đường chỉ là một đường thuộc Đan Dược Điện, địa vị cũng không cao lắm. Đệ tử đến nơi này làm tạp vụ hoặc là đệ tử thâm niên mắc lỗi, hoặc là đệ tử bị đào thải. Tóm lại chính là một đám người ăn no chờ chết, không có hậu thuẫn không có thiên phú, lại không nỡ rời khỏi Lăng Tiêu Kiếm Các. Theo cách nói của Ngưu Bính Thuật, thiên tài nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh như lâm nhất, dù mắc sai lầm cũng sẽ không bị đày đến Thảo Mộc Đường này chịu khổ, nên đưa đến giam ở Vách Đoạn Kiếm mới đúng. Nơi đó nói là giam, nhưng thật ra là một nơi để bế quan tĩnh tu. Chỉ có người bị tông môn vứt bỏ mới có thể đến Thảo Mộc Đường làm mấy việc vặt như gánh phân, nhổ cỏ, xới đất, bắt sâu. Lý Vô Ưu thở dài, ông già Bạch Đình này cũng ác thật, đưa người ta đến ở nơi này tận 3 tháng. Lâm Nhất thì cảm thấy khá ổn, hắn đã hấp thụ rất nhiều lực âm sát, thời gian 3 tháng vừa khéo dùng để củng cố tu vi. Từ trong rừng rậm u ám, hắn đã từ tiên thiên ngũ khiếu đột phá đến huyền quan. Thăng cấp quá nhanh, bây giờ cũng là lúc nên tính tu một khoảng thời gian. Đi bước nào, vững bước nấy. Ta thấy thực lực của ngươi cũng xem như không tầm thường, chân nguyên hùng hậu cô đọng, không giống như bị tông môn vứt bỏ lắm, rốt cuộc là mắc sai lầm gì vậy? Lâm Nhất nhìn Ngưu Bính Thuận, tò mò hỏi. Ngưu Bính Thuận vừa định đáp lời thì sau lưng có người cười nói, Ngưu đại ca của chúng ta ghê gớm lắm. Nhìn lén nữ đệ tử tắm ở Hồ Ngọc Thanh chưa tính, còn tiện tay lấy đi mấy cái yếm. Xứng đáng là người không biết xấu hổ nhất ở Lăng Tiêu Kiếm Các mấy nghìn năm qua. Ha ha ha! Lý Vô Ưu không ngừng cười to, quan sát Ngưu Bính Thuận, huynh đệ, không ngờ ngươi còn là một nhân tài như thế đấy. Ngưu Bính Thuận đỏ mặt, quay đầu chừng người vừa nói kia. Những người khác đều cười to, biết chỗ này đã đổi chủ, không còn ai sợ hắn ta nữa. Hắn ta tức đến mức không ngừng thầm mắng to, nhưng cũng không dám nổi giận với Lý Vô Ưu, cười ngượng ngùng nói, không dám, không dám. Có gì mà không dám chứ, sau này sự nghiệp gánh phân vĩ đại sẽ giao cho ngươi nhé. Lý Vô Ưu vỗ vai Ngưu Bính Thuận, cười hì hì nói. Ngưu Bính Thuận lập tức xa sầm mặt, đau khổ nói, cái này, ta có thể sắp xếp những người khác. Ta đã ở đây lâu rồi, hai vị đại ca cần gì ta cũng có thể đợi lệnh bất cứ lúc nào. Nhưng việc gánh phân... ta thật sự không làm được. Lâm Nhất phất tay, không cần, việc gánh phân sẽ giao cho ngươi, còn việc ngươi làm trước kia cứ giao cho hai chúng ta là được, công việc của những người khác không thay đổi. Ngưu Bính Thuận lập tức khóc không ra nước mắt, lúc trước hắn ta làm gì chứ, lúc trước hắn ta có làm gì đâu. Ban đầu cứ tưởng có hai tên chân yếu tay mềm đến, không ngờ lại là hai vị tổ tông. Chẳng những cướp địa vị của hắn ta còn muốn hắn ta đi gánh phân, thật là vô lý. Chương 459, Tuế Nguyệt Tâm Kinh. Mùa đông lạnh lẽo đã tới, trong quận Tần Thiên, khắp nơi đều bắt đầu có tuyết rơi. Nhưng trong Thảo Mộc Phong này, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, ấm áp chói chang. Không thể không nói, quả thực là một mảnh bảo địa phong thủy. Linh khí thiên địa trong ruộng thuốc Đinh Cửu Hào là nồng đậm nhất, Lâm Nhất xếp bằng ngồi xuống, đang ngưng luyện Tử Diên Kiếm Quyết. Tử Diên Kiếm Quyết đã đạt tới tầng 6 đỉnh phong rồi. Ước chừng đã nở rộ thành 36 cánh hoa, trong suốt óng ánh không tì vết, xinh đẹp như mộng ảo, vừa mờ ảo linh động vừa nặng như núi, hùng hậu mà bàng bạc, mênh mông cuồn cuộn liên miên. Nền móng đã được mài giũa tương đối, Lâm Nhất vẫn chưa vội vàng đột phá. Tử Diên Kiếm Quyết tổng cộng có 16 tầng, 6 tầng đầu chỉ là nền móng, ngưng luyện kiếm kình, tôi luyện linh nguyên, diễn hóa ra Tử Diên Hoa hoàn hảo. Đến tầng thứ 7 mới coi như chân chính đột phá. Có thể ngưng luyện ra Tử Diêm kiếm khí trong cơ thể, kiếm khí hóa thành mũi nhọn, kinh hãi nối đuôi nhau, vô địch không gì phá nổi. Đến tầng thứ 9 thì sẽ càng khó lường, có thể luyện hóa ra một tòa kiếm trận Tử Diên trong cơ thể, kiếm khí phá đề, trong phạm vi có thể giết chết kẻ địch bằng một ý niệm. Công pháp truyền thừa từ thời thịnh thế Hoàng Kim, Lâm Nhất không dám sơ suất, nền móng mà vững chắc thì sẽ không xảy ra sai sót. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hơn là nghèo. Mấy lần hắn đột phá đều dựa vào cấm thuật thôn thiên thuật, nếu không thôn vệ âm sát thì số lượng tài nguyên cần để đột phá kiếm quyết sẽ là con số thiên văn. Kiếm quyết đột phá, tạm thời hữu tâm vô lực. Bây giờ, hắn càng muốn thử cô đọng Tử Diên thánh hỏa hơn, mở ra nhiều bí mật trong thẻ trẻ hơn. Tuế Nguyệt Tâm Kinh. Bây giờ bức thiết muốn biết Tuế Nguyệt Tâm Kinh rốt cuộc là bộ môn công pháp thế nào. Từ phía xa trên ruộng thuốc, đám người Ngưu Bính Thuận đang khẩn trương mà cực khổ bận bịu.
Ngưu Bính Thuận trong đó là người bận rộn nhất, chọn ra hai thùng phân và nước tiểu yêu thú, đúng lúc mặt trời lên cao nhất thì cẩn thận tỉ mỉ tưới lên linh dược, mùi hôi thối sộc thẳng lên trời, gương mặt hoàn toàn tối thui lại. Hắn ta nào đã từng trải qua cuộc sống bẩn thỉu như vậy, cũng không phải chưa từng nghĩ tới phản kháng. Nhưng sau khi lại bị Lâm Nhất đánh cho một trận thì hoàn toàn từ bỏ hy vọng, thành thật chọn phân. Ruộng thuốc hàng ngàn mẫu sau khi đợi hắn ta tưới xong thì trời cũng đã tối rồi. Huyết Long Mã Nhân lúc trời tối bèn lén chuồn ra ngoài, khiến Lý Vô Ưu mừng muốn chết, hắn ta buồn chán sắp phát điên ở Thảo Mộc Phong này rồi. Bây giờ, mỗi ngày đều cưỡi Huyết Long Mã đến mấy miếng ruộng thuốc lân cận khoác lác chém gió, lang thang khắp nơi. Được những đệ tử tù phục của các ruộng thuốc khác phong cho danh hiệu, gọi là ôn thần. Ruộng thuốc của Thảo Mộc Phong mặc dù nhìn có vẻ tự do, không có quy tắc gì nhưng có duy nhất một điểm được coi là cấm kỵ. Bắt buộc phải chăm sóc tốt những dược liệu được gieo trồng, số lượng và chất lượng đều không thể kém. Thảo Mộc Đường mỗi tháng đều sẽ phái người tới kiểm kê, một khi phát hiện ra có bất cứ sai lầm gì thì tất cả những đệ tử tù phục của ruộng thuốc đều sẽ phải chịu trừng phạt. Này đây, nơi này thường xuyên có người đánh nhau, nhưng không có ai dùng đến kiếm cả. Kiếm thế chỉ cần thoáng rung động thì sẽ không chỉ làm tổn hại đến một hai gốc dược liệu, mà sẽ tàn phá thành từng mảng từng mảng. Lý Vô Ưu cưỡi Huyết Long Mã lao như bay, đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Thoáng giày xéo lên một vài dược liệu đã đủ để bọn họ bị ăn mắng một trận rồi, người của Thảo Mộc Phong nhìn thấy hắn ta đều có bộ dạng nơm nớp lo sợ đề phòng. Lâm Nhất khuyên hắn ta nên chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đột phá huyền quan. Tay này lại không chút gấp gáp, công pháp mà hắn ta tu luyện chính là như vậy, thời gian tích lũy ở tiên thiên càng dài thì sau khi đột phá huyền quan sẽ càng có được nhiều thứ có lợi hơn. Thậm chí hắn ta còn đem toàn bộ linh bảo nhặt được trên đài đấu võ ngày đó cho Lâm Nhất, cho hắn tu luyện. Mơ hồ, Lâm Nhất cảm thấy Lý Vô Ưu trông như bất cần đời, nhưng trên thực tế thì dã tâm không nhỏ. Có điểm giống với Bạch Lê Hiên đang lắng đọng tại cảnh giới tiên thiên, tên đó cũng chậm chạp không phá huyền quan, đến bây giờ lại bặt vô âm tín, không một chút tin tức. Tạm không quan tâm những thứ này nữa, ta thử xem sao. Tử Diên Kiếm Quyết tầng 6 đỉnh phong, Tử Diên Thánh Hỏa hiện tại so với trước đây đã có bước tiến bộ mấy lần. Theo lý mà nói, hắn nên có thể nhìn đến càng nhiều nội dung hơn. Trong ruộng thuốc Đinh Cửu, những người khác đều đang bận rộn làm việc, Lâm Nhất ở nơi này cũng coi như khá vắng vẻ. Lập tức, Lâm Nhất lấy ra thẻ tre ở trong ngực áo. Thẻ tre có khắc Tuế Nguyệt Như Hỏa so với trước đây đã nặng hơn rất nhiều. Không chút do dự, Lâm Nhất rút từng chút một hỏa diệm thiêu đốt trong Tử Diên Hoa ra, không ngừng quán chú vào trong. Cùng với việc phóng khoáng rót Tử Diên Thánh Hỏa vào, cổ giản Tuế Nguyệt càng lúc càng nhẹ. Không bao lâu, thẻ tre này liền nhẹ nhàng rung động, phập phù trong không trung, ngay sau đó liền ầm ầm bốc cháy. Vẫn chưa xong, lần này, Tử Diên Thánh Hỏa trong người Lâm Nhất lại chưa tiêu hao đến phân nửa. Không nhanh không chậm, tiếp tục quán chú Tử Diên Thánh Hỏa vào trong. Thẻ tre bốc cháy được hồi lâu, đến cuối cùng, Lâm Nhất nhìn thấy bốn chữ cổ Tuế Nguyệt Như Hỏa trong ngọn lửa đó đã bắt đầu bốc cháy toàn bộ. Trong đầu óc lập tức lại lần nữa có thêm rất nhiều cảnh tượng. Luyện dược sư thần sắc lạnh lùng đó lại lần nữa xuất hiện. Trước mặt lò luyện đan sừng sững, những văn lộ cơ bản mà ông ta viết rậm rạp đã nhiều hơn gấp 10 lần so với lần trước. Ngay sau đó, tiện tay điểm lên, những văn lộ cơ bản này không ngừng cô đọng, hội tụ thành văn lộ phức tạp hơn trong tay ông ta, văn lộ tái tạo tiên thiên đan của Lâm Nhất rõ ràng ở trong đó, nhưng cũng chỉ là một loại trong hàng trăm loại văn lộ phức tạp, không hề có vẻ đặc thù gì mấy. Tiếp theo, hình ảnh dao động. Bạo nổ thành vô số mảnh nhỏ ký ức, ngưng tụ thành bốn chữ cổ xưa, Tuế Nguyệt Tâm Kinh. Ký ức bàng bạc hàm chứa vô số tin tức, hết lần này đến lần khác ngâm tụng trong đầu óc hắn. Chương 460, hấp thu Tuế Nguyệt Tâm Kinh. Năm tháng vô tình, lấy trời đất làm lò rèn, rèn núi cao thành kiếm, đóng mây trắng thành cánh bay, luyện biển biếc thành nương dâu. Một lượng thông tin khổng lồ ào ạt tràn vào trong não bộ, khiến đầu như muốn nứt ra. Tiếng niệm đọc văng vẳng không dứt như tiếng chuông chùa, đóng dấu vào trong ký ức khiến người ta muốn quên cũng chẳng thể quên được. Một hồi sau, Lâm Nhất bắt đầu đọc lại một lượt những ký ức này, Tuế Nguyệt Tâm Kinh quả thực là một bộ công pháp. Nhưng không liên quan nhiều đến việc luyện dược, mà cũng không hẳn là một bộ công pháp có thể gia tăng cảnh giới tu vi, mà nó chỉ là một bộ công pháp cổ xưa dùng để tu luyện linh văn. Lâm Nhất lúc này mới ngộ ra. Hoa văn kỳ lạ mà tên luyện dược sư lạnh lùng kia khắc ra cùng với hoa văn mà hắn dùng để cải tạo lại tiên thiên đan là thứ gì?
là linh văn. Nó là những hoa văn bắt nguồn từ thời kỳ thái cổ với hình dáng ma mị, kỳ quái. Chuyện kể, ngày xưa có một thánh nhân đã đọc trộm thiên cơ, lĩnh ngộ được đạo văn, sau chỉ tùy ý phất một luồng đạo văn đã có thể phong ấn cả vạn dặm sơn hà, đánh trọng thương hung thú thái cổ. Nhưng đến thời kỳ viễn cổ, những đạo văn cổ xưa kia đã biến mất hoàn toàn mà không có người truyền thừa. Người đời sau dù không thể đọc trộm thiên cơ nhưng lại có thể lĩnh ngộ và phát triển được linh văn từ trong những tàn tích còn sót lại của đạo văn. Linh văn mặc dù kém xa so với đạo văn, nhưng lại dễ nắm bắt hơn, cho dù không phải là thánh nhân cũng vẫn có thể tu luyện được linh văn. Nhưng đối với người bình thường, muốn hiểu được linh văn thì vẫn khó hơn lên trời. Cho đến ngày nay, những người có thể hiểu thấu linh văn đều được xưng danh huyền sư. Bình thường mà nói, linh văn có 3 cách dùng, một là luyện thuốc, hai là bày trận và ba là đúc binh khí. Trong linh văn phân thành linh văn cơ bản và linh văn phẩm cấp, từ thấp đến cao lần lượt có 9 phẩm. Linh văn nhất phẩm được tổng hợp từ hơn 100 loại linh văn cơ bản. Phẩm cấp càng cao thì quy tắc của linh văn càng phức tạp. Trong trận pháp của đế đô hoàng thành và rừng tàng kiếm đều có khắc linh văn nhưng cụ thể là phẩm nào thì không ai biết. Lâm Nhất mở bừng mắt, đột nhiên phát hiện ống trúc trong tay đã hóa thành một đống tro tàn. Ống trúc chỉ là vật phàm, thứ có thể khiến nó tồn tại được từ thời viễn cổ đến nay chính là 4 chữ tuế nguyệt như hỏa. Bây giờ những ký ức bao hàm trong 4 con chữ này đã bị Lâm Nhất hấp thu hoàn toàn cho nên ống trúc đương nhiên sẽ không thể tồn tại được nữa. Chẳng trách khi trước thập tam gia hỏi ta có phải đã nắm bắt được linh văn. Lâm Nhất nhớ lại lần đầu tiên khi gặp mặt thập tam gia trong rừng tàng kiếm, ông ta cũng từng hỏi hắn câu này. Lúc đó hắn chẳng hiểu gì. Bây giờ nghĩ lại mới bừng tỉnh, linh văn mà mình biết chính là linh văn cơ bản. Không ngờ trong thanh dương giới này lại ngoài ý muốn thu hoạch được ống trúc khiến hắn vô tình đặt một chân lên con đường trở thành huyền sư. Chủ nhân sáng tạo ra tuế nguyệt tâm kinh dựa theo sự biến hóa của thời gian, từ bãi biển hóa nương dâu để lĩnh ngộ ra tồn tại của sức mạnh tuế nguyệt. Trời đất nhìn như vĩnh hằng nhưng kỳ thực vẫn không ngừng bị thời gian luyện hóa. Núi cao cũng có thể biến thành bình địa, biển biếc sẽ hóa thành nương dâu, đối diện với thời gian, chẳng có thứ gì dám vỗ ngực tự xưng sẽ tồn tại vĩnh hằng. Do vậy mới tạo ra tuế nguyệt tâm kinh, lấy chân nguyên chuyển hóa thành sức mạnh tuế nguyệt, sau lấy sức mạnh tuế nguyệt hòa trộn với chân nguyên, khắc họa nên linh văn. Như vậy, linh văn sẽ bị sức mạnh của tuế nguyệt chi phối. Cùng là một cấp linh văn nhưng loại có thêm sức mạnh của tuế nguyệt và loại không có sức mạnh của tuế nguyệt có sự khác biệt rất lớn. Chỉ là loại công pháp này khi tu luyện sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Sức mạnh tuế nguyệt có thể biến núi cao thành bình địa. Chân nguyên của hắn cũng sẽ bị cô đọng, tiêu hao đi theo thời gian mà hắn tu luyện. Như vậy có lợi nhưng cũng có hại. Sau khi chân nguyên bị cô đọng chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng chân nguyên tiêu hao cũng sẽ khiến tốc độ gia tăng cảnh giới chậm lại. May là tạm thời lúc này Lâm Nhất không cần thiết phải quá lo lắng. Từ sau khi hắn chiếm đoạt một lượng lớn sức mạnh âm sát phá vỡ huyền quan đến nay vẫn chưa có thời gian để tĩnh tâm luyện hóa. Vừa hay nhân lúc ở lại Thảo Mộc Phong này sẽ tập trung tiêu hóa cho hết. Sau khi quyết định xong, Lâm Nhất liền bắt đầu chính thức tu luyện tuế nguyệt tâm kinh. Nhưng việc tu luyện tâm kinh này lại cực kỳ hao tổn chân nguyên, mà quá trình tu luyện lại càng ì ạch. May là số linh nguyên mà Lý Vô Ưu nhặt được kia đều đã đưa cho Lâm Nhất, nếu không chỉ nhờ vào nguồn sức mạnh âm sát còn sót lại lúc trước thì quả thực không đủ để mà tiêu hao. Thời gian dần trôi. Việc tu luyện tuế nguyệt tâm kinh cũng tạm coi như đi vào quỹ đạo, đồng thời thành công luyện hóa ra được một sợi sức mạnh tuế nguyệt. Lâm Nhất bất kể ngày dài đêm thâu đều chìm đắm trong khổ luyện, không dám có chút xíu lơ là. Mới chớp mắt, hắn đã ở lại Thảo Mộc Phong một tháng trời. Ngoài việc tu luyện tuế nguyệt tâm kinh, võ kỹ và kiếm pháp của Lâm Nhất đều không hề giảm sút. Đồng thời còn thử ngưng tụ một sợi huyền mạch khiến cảnh giới tu vi tăng tiến một bậc. Ở cảnh giới huyền võ, khi ngưng tụ sợi huyền mạch đầu tiên sẽ gặp phải tình trạng chứng lại, 8 sợi huyền mạch phía sau càng lúc càng khó luyện. Lúc cuối tháng, cuối cùng hắn cũng thành công. Vào giây phút sợi huyền mạch được ngưng tụ thành, Lâm Nhất đột ngột cảm giác tử diên hoa lúc này đã có thể chứa đựng được lượng chân nguyên gấp 10 lần lúc trước. Có thể thấy được sự khác biệt rất lớn giữa các tầng trong cảnh giới huyền võ. Nếu như không phải đã nắm hết được toàn bộ kiếm ý, dù tương hỗ nhưng không thể sử dụng binh khí khiến hắn chiếm được lợi lớn thì quả thực Ngưu Bính Thuận đang là cảnh giới huyền võ tầng thứ 3 không hề dễ đối phó. Thời gian kéo dài, chỉ dựa vào số lượng chân nguyên khủng khiếp kia thôi đã đủ để tiêu hao sạch mạng sống của hắn rồi. Hôm nay, Lâm Nhất dừng việc tu luyện lại,
Lý Vô Ưu đi lang thang khắp nơi cũng trở về. Một đám người Đinh Cửu Hào mặc quần áo tù nhân cũng tập trung hết trên khoảng sân trống trước căn nhà lá. Hôm nay chính là ngày quy định đi tuần hàng tháng của Thảo Mộc Phong. Ngày này dùng để kiểm kê lại số lượng dược thảo có đúng với thống kê hay không, kiểm tra xem những linh dược quý giá có bị hư hại gì không. Ngoại trừ Lâm Nhất và Lý Vô Ưu ra, thần sắc của những người khác đều rất căng thẳng, đầy vẻ thấp thỏm bất an. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.